Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 197. Trung Nghĩa Phong trực tiếp tan thành mây khói. Ông ta muốn đồng quy vu tận với Hạ Thiên, nhưng cũng chỉ là mong muốn đơn phương mà thôi. Vừa rồi, ông ta hợp lực của ba người cũng không làm gì được Hạ Thiên, vùng vẫy giấy chết kia lại càng không có khả năng tạo thành tổn thương gì cho hắn. Nhưng Hạ Thiên cũng đã biến mất theo. Tô Bối Bối không thấy Hạ Thiên đâu. Hạ Thiên biến mất không có bất kỳ liên quan nào đến luồng ánh sáng màu đỏ tự bạo của Trung Nghĩa Phong vừa nãy. Hơn nữa, một khắc luồng ánh sáng kia sắp tan hết, một cái bóng cực kỳ quỷ dị xuất hiện. Cái bóng đó giống như khí lưu bao vây Hạ Thiên lại, sau đó cùng nhau biến mất. Toàn bộ quá trình đoán chừng khả năng chỉ xảy ra khoảng 1/10 giây, nhưng Tô Bối Bối vẫn bắt được một chút hình ảnh lưu lại. Cuối cùng, nàng xác nhận cái bóng kia đeo mặt nạ không có ngũ quan màu trắng, còn lại thì chỉ là tàn ảnh màu đen lấp lóe, giống như quỷ mị. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Cái bóng đó là ai, từ chỗ nào đến, mang Hạ Thiên đi đâu, nàng hoàn toàn không biết. Cho nên, gần nửa phút tiếp theo, đầu óc của nàng trống rỗng, chẳng biết mình nên làm cái gì. Hạ Thiên, Hạ Thiên. Sau khi lấy lại tinh thần, Tô Bối Bối lập tức vọt đến chỗ Hạ Thiên đứng vừa nãy, lớn tiếng la lên. Bốn phía yên tĩnh, không hề có bất kỳ đáp lại. Chuyện gì xảy ra thế? Vừa rồi đó là cái gì? Hạ Thiên đã đi đâu rồi? Mồ hôi Tô Bối Bối rơi như mưa. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy tình huống như vậy. Nàng lại tìm kiếm xung quanh, cũng không phát hiện được tung tích của Hạ Thiên, không được, nhất định phải quay về nhà tìm mọi người thương lượng. Tô tiểu thư, xảy ra chuyện gì rồi? Từ đằng xa, một bóng người lướt gấp đến, là Hoa Ánh Lục. Nàng dừng lại, sau đó nhìn xung quanh, Hạ Thiên đâu? Ngươi hãy giúp ta thu thập tàn cuộc ở đây. Tô Bối Bối cũng không trả lời, chỉ dặn dò ta phải lập tức quay về nước một chuyến. Ngươi không cần đi theo. Hoa Ánh Lục còn chưa kịp đồng ý, Tô Bối Bối đã vận phiếu miểu bộ thả người rời đi. Lần này nàng không có ý định đi máy bay về. Hoa Ánh Lục đứng ngẩn tại chỗ, mơ hồ cảm giác không ổn, dường như có chuyện lớn sắp phát sinh nhưng lại không có đầu mối. Chấm. Thanh Phong Sơn, trong căn nhà gỗ nhỏ. Y Tiểu Âm, A Cửu, còn có Triệu Thanh Thanh đang nhắm mắt điều tức. Phù Diêu Tiên Tử đứng trước giường, lặng lặng nhìn ba người. Thỉnh thoảng đọc yếu quyết điều tức để ba người có thể nắm rõ được nhiều hơn. Phù Diêu Tiên Tử là tu tiên giả độ kiếp kỳ đến từ Liên Minh Tu Tiên. Lý giải về tu tiên, dĩ nhiên không ai có thể bì kịp nàng. Cho dù là Nguyệt Thanh Nhã hay Dạ Ngọc Mị, cũng không có cách nào so sánh với nàng. Mặc dù Tiên Vân Đại Lục cũng là đại lục tu chân nhưng tu tiên giả độ kiếp kỳ xuất hiện từ trước đến nay cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, thậm chí còn không có công pháp tu hành độ kiếp kỳ. Đến mức sau khi nhóm người Nguyệt Thanh Nhã đến Tiên Vân Đại Lục, việc tu tiên cũng không có tiến triển quá lớn. Phù Diêu Tiên Tử xuất thân từ Liên Minh Tu Tiên, ở đó tu tiên giả độ kiếp kỳ không ít, còn có rất nhiều tu tiên giả từ những nơi khác đến. Bởi vì Liên Minh Tu Tiên nằm trong sâu không vô tận, là cây cầu lớn nhất để phi thăng chân tiên giới. Mặc dù đa phần tu vi của Phù Diêu Tiên Tử đã bị Hạ Thiên hút đi, nhưng tầm mắt, kinh nghiệm và kiến thức thì vẫn còn đó. Sau khi Hạ Thiên đi rồi, nàng tập trung ánh mắt của mình lên người Y Tiểu Âm, Triệu Thanh Thanh và A Cửu, trong nháy mắt liền nhìn thấy khuyết điểm tu hành trên người các nàng, lập tức giữ các nàng lại, muốn giúp các nàng chỉnh lại một chút. Thật ra đây chính là một chứng bệnh của Phù Diêu Tiên Tử. Mặc dù không nghiêm trọng, nhưng nếu nhìn thấy khuyết điểm không vừa mắt, không chỉnh lại kịp, nàng sẽ cảm thấy không thoải mái. Y Tiểu Âm vốn đã có cảm ngộ rõ ràng, tất nhiên sẽ không từ chối. A Cửu ngược lại có chút không phục, còn muốn đánh một trận với Phù Diêu Tiên Tử, lại bị đối phương tiện tay điểm một cái, không thể không phục. Triệu Thanh Thanh ngược lại rất thẳng thắn, nàng nhận định Phù Diêu Tiên Tử chính là nữ nhân mà Hạ Thiên thích nhất hiện tại, thành ra nàng không có ý kiến. Vấn đề lớn nhất của các ngươi chính là cảnh giới phù phiếm, cũng không thật sự bước chân trên con đường tu hành. Phù Diêu Tiên Tử đi qua trước mặt ba người. Chậm rãi nói, cảnh giới hiện tại của các ngươi thật ra đều không thấp, nhưng việc vận dụng linh khí lại quá đơn giản, hơn nữa lý luận cũng thiếu thốn. Tuy nhiên, các ngươi tẩy tủy phạt xương lại làm rất tốt, bên trong cơ thể gần như không có bất kỳ tạp chất nào. Điều này cực kỳ quan trọng.
Bởi vì đại đạo như sợi chỉ treo trên vách núi, chỉ cần một chút xíu tỉ vết, đến bước cuối cùng rất có khả năng tạo thành một kết cục thất bại. Thậm chí còn có khả năng tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu. Còn nữa, dẫn khí, hành khí, luyện khí, ngưng khí đều có pháp môn. Một hít một thở, dẫn linh khí thiên địa nhập khí hải, đan điền của mình có thể diễn sinh ra đan khí, hai bên kết hợp, lại chuyển tam chu thiên. Như thế 36 lần là có thể ngưng tụ một sợi linh khí tinh thuần, nhưng nếu ngươi tích lũy một thời gian dài trong đan điền, khi đối chiến với người khác, tinh khí đan điền có thể giúp cho uy lực tất cả công kích tăng thêm 3 thành. Ngoài ra, Phù Diêu tiên tử thao thao bất tuyệt các loại cấm kỵ, mấu chốt, quyết khiếu trong tu hành. Y Tiểu Âm cảm nhận được lợi ích không nhỏ, đồng thời cũng bừng tỉnh đại ngộ. Phù Diêu tiên tử xuất trần tuyệt tục nhưng lại thích nói nhiều, có chút tương phản, khiến cho nàng bắt đầu có chút thích Phù Diêu tiên tử. Ban đầu, A Cửu nghe có chút không được liên nhẫn, nhưng thuận theo phương pháp điều tức mà Phù Diêu tiên tử nói, linh khí vốn có chút hỗn loạn trong cơ thể trong nháy mắt yên tĩnh lại, hơn nữa còn thông thuận hơn trước kia, khiến cho nàng không khỏi cuồng hỉ trong lòng. Trong ba người, thiên phú của Triệu Thanh Thanh thấp nhất nhưng nàng lại cảm nhận được chỗ tốt nhiều nhất, cũng mạnh nhất. Hạ Thiên chỉ giúp nàng gia tăng cảnh giới tu vi, nhưng làm sao vận dụng linh khí trong cơ thể, làm sao chuyển chúng thành sức mạnh, Hạ Thiên lại không dạy. Đương nhiên, cũng có thể chính bản thân Hạ Thiên còn không biết rõ. Hắn xưa nay cũng không cho rằng đây là điều quan trọng, bởi vì hắn vốn có thiên phú. Chỉ cần dựa vào thiên phú, tùy tiện ra tay là có thể phát huy uy lực tuyệt đỉnh. Cảm giác này thật tốt, thật thoải mái. Triệu Thanh Thanh mở to mắt, khó mà che giấu sự hoan hỉ trong lòng. Sau khi sư phụ gia tăng tu vi cho ta, mặc dù có thể nghiền ép cao thủ nhưng ta luôn cảm thấy đan điền khí hải có chút trì trệ, không cách nào phát huy được uy lực 10 phần, nhưng ta vẫn không biết được nguyên nhân vì sao, còn tưởng rằng tư chất của mình quá kém. Điều này không có liên quan gì đến tư chất, chỉ là cơ sở của các ngươi không được vững mà thôi. Phù Diêu tiên tử cười nhạt, vừa rồi ta dạy các ngươi chính là pháp môn hành khí tương đối thông dụng của Liên Minh Tu Tiên, gọi là Thừa Khí Vân Long Quyết. Mỗi ngày các ngươi luyện một chút, chưa đầy 3 tháng, các ngươi có thể thanh trừ toàn bộ những tệ nạn trên người. Phương pháp này xác thực rất lợi hại, Y Tiểu Âm gật đầu, sau đó đề nghị, xin Phù Diêu tiên tử viết xuống phương pháp này, để những người khác có thể đọc qua, cùng nhau nghiên cứu và tập luyện. Phù Diêu tiên tử mỉm cười, điều này hiển nhiên không thành vấn đề. Ngươi thật sự rất lợi hại. Ánh mắt A Cửu hiện lên sự sùng bái, so với tên sắc lang chết tiệt kia đáng tin cậy hơn rất nhiều. Mỗi lần ta nói muốn nâng cao thực lực, hắn nghĩ đến cũng chỉ có song tu, song tu và song tu, hoàn toàn không có biện pháp nào khác. Ngươi nói Hạ Thiên sao? Phù Diêu tiên tử nhẹ giọng nói, tư chất của hắn ngút trời, lại có nghịch thiên bát châm gia trì, cho nên rất nhiều vấn đề ở chỗ của hắn lại không phải là vấn đề. Y Tiểu Âm cảm khái nói, hắn đúng là một tên biến thái, một đường tu hành dường như không bao giờ gặp bình cảnh. Điều này quả thật không thể tưởng tượng được. Hắn cũng có bình cảnh, bây giờ hắn đang gặp phải đấy. Phù Diêu tiên tử khẽ cười nói. A Cửu và Triệu Thanh Thanh cũng tán thành lời nói này. Nghịch thiên bát châm của Hạ Thiên đã kẹt ở châm thứ 7 rất lâu rồi. Sau khi bị Dạ Ngọc Mị ép khô tu vi, thậm chí còn rơi xuống châm thứ 4. Cho dù bây giờ hắn đã hấp thu linh khí bên trong cơ thể Phù Diêu tiên tử, cảnh giới trở lại độ kiếp kỳ, nghịch thiên bát châm của hắn cũng không có gì đột phá. Chẳng lẽ hắn chỉ có thể dựa vào song tu? Sắc mặt A Cửu đỏ lên, hơi tức giận nói, điều này quá đáng quá đi. Phù Diêu tiên tử nói, giai đoạn trước thì có thể, nhưng hậu kỳ chỉ sợ hiệu quả song tu cũng không cao, trừ phi. Trừ phi, ngươi. Y Tiểu Âm dường như đã nhận được điều gì đó, nhưng cảm giác không thích hợp nên không nói tiếp. Không sai, Phù Diêu tiên tử ngược lại không chút tị húy, nói ra rất thẳng thắn, trừ phi hắn có thể tìm được nữ nhân có cảnh giới cao hơn hắn hoặc nữ nhân có tư chất cực kỳ đặc biệt song tu với hắn. A Cửu tức giận nói, hắn ngược lại cầu còn không được. Trên cơ bản thì không thể nào, Y Tiểu Âm lắc đầu, trên trái đất này hoàn toàn không tồn tại nữ nhân có tu vi cao hơn Hạ Thiên. Bởi vì Phù Diêu tiên tử trên thực tế là người của Liên Minh Tu Tiên, còn Nguyệt Thanh Nhã, Dạ Ngọc Mị thì là người của Tiên Vân Đại Lục. Những nữ nhân còn lại, các nàng bước lên con đường Tu Tiên hoàn toàn là vì Hạ Thiên.
cảnh giới có cao hơn Hạ Thiên cũng không có khả năng giúp nghịch thiên bát châm của hắn sinh ra đột phá. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ sư phụ phải rời khỏi trái đất đến liên minh tu tiên tìm nữ nhân? Triệu Thanh Thanh nhanh mồm nhanh miệng nói ra suy nghĩ của mình. Phù Diêu tiên tử thản nhiên đáp, hắn có tạo hóa của chính hắn, chúng ta thay hắn quyết định cái gì cũng không có ý nghĩa. Cũng đúng, có nói hắn cũng chưa chắc sẽ nghe. A Cửu nhếch miệng, đám người Nguyệt Thanh Nhã đến Tiên Vân Đại Lục chính là muốn buộc hắn mau chóng đột phá châm thứ 8. Đáng tiếc cũng không có hiệu quả, hiện tại hắn cũng không biết đã đi đâu rồi. Hôm qua sư phụ nói muốn về Giang Hải, đến bây giờ cũng không nghe tin tức gì. Lúc này Triệu Thanh Thanh mới lấy lại tinh thần, có chút nghi hoặc hỏi, sẽ không có chuyện gì chứ? A Cửu nói, còn có thể có chuyện gì? Hắn không phải đến Giang Hải cứu Tô Bối Bối sao? Bây giờ nhất định đang lăn lộn trên giường rồi. Không xong rồi. Đúng vào lúc này, một bóng người đẩy cửa bước vào, thở hồng hộc nói, xảy ra chuyện lớn, Hạ Thiên đã bị người ta bắt. Ngươi nói cái gì? A Cửu và Triệu Thanh Thanh lập tức vọt đến trước mặt người kia, ngươi lặp lại lần nữa xem. Người đến là Lam Y Nhân. Nàng nhận được tin tức từ WeChat của Tô Bối Bối, ở cao ốc thần y không có ai để thương lượng, nàng đành đến Thanh Phong Sơn. Bối Bối tỷ vừa mới nói trên WeChat. Sắc mặt Lam Y Nhân có chút tái nhợt, giọng điệu hơi bối rối, nàng ấy đang trên đường từ Xiêm La trở về. Ta thấy mọi người không ai trả lời, đành đến đây xem sao. Bởi vì tu luyện, ba người Y Tiểu Âm đều tắt điện thoại. Nghe Lam Y Nhân nói, cả ba vội vàng khởi động máy, quả nhiên nghe được tin nhắn thoại của Tô Bối Bối trên WeChat. Một con bối bên bờ biển Tô Bối Bối các vị, lập tức tập trung ở cao ốc thần y. Hạ Thiên đã bị người ta bắt đi rồi. Tình huống cụ thể, chờ ta đến sẽ bàn với mọi người. Chúng nữ trên WeChat lập tức xôi trào. Ngoại trừ ba người các nàng, những người khác đều hỏi thăm rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên mất tích. Phản ứng đầu tiên của chúng nữ chính là không tin. Điều này làm sao mà xảy ra được? Ninh xứng sau, Ninh nhụy nhụy. Ta vốn là nữ tử thuần lương thạch thuần, bối bối tỷ, tỷ nói cái gì? Làm sao có chuyện anh rể bị người ta bắt đi chứ? Ta là A Lý, Nhiếp Tiểu Lý, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Dương trên Thanh Phong Sơn, Dương San, không phải chồng đến Giang Hải tìm ngươi sao? Tại sao lại bị người ta bắt? Ai có thể bắt được hắn chứ? Sương Nguyệt Tiêm Tiêm, Bạch Bạch Tiêm Tiêm, bối bối tỷ, Thiên Ca Ca thế nào rồi? Nhàn Vũ Sao Kỳ, Triệu Vũ Cơ, mọi người nghe theo bối bối, lập tức tập trung ở cao ốc thần y. Bên này ta cũng có một số việc muốn thương lượng với mọi người. An tâm Tô Vô Song, lập tức đến ngay. Những người khác cũng nhanh chóng trả lời sẽ đến ngay. Tiểu Tiên Giới, Thiên Ngoại Thiên, Thư Phòng Tiên Đế. Mấy phút trước, Triệu Vũ Cơ đang chữa trị và chỉnh lý trận pháp bị tàn phá, mục đích tất nhiên là một lần nữa tìm ra thông đạo nối liền trái đất đến Tiên Vân Đại Lục. Các nàng vì tiện ra vào, đồng thời giữ bí mật về thông đạo, sau khi trở về từ Tiên Vân Đại Lục, nàng đã chuyển thông đạo đến Thiên Ngoại Thiên. Tuy nhiên, lần trước phân thân Võ La Thần Quân đột nhiên xâm nhập Thiên Ngoại Thiên, đã đánh loạn nơi này lên. Nếu không dọn dẹp sạch sẽ, chỉ sợ không cách nào khôi phục được liên lạc với Tiên Vân Đại Lục. Quan trọng hơn chính là, hiện tại nàng còn không biết hôm đó rốt cuộc Dạ Ngọc Mị thừa dịp rối loạn quay về Tiên Vân Đại Lục hay là đến một chỗ khác. Xoẹt! Triệu Vũ Cơ nghe được một âm thanh kỳ lạ, trong lòng lập tức cảnh giác, quay người nhìn về nơi phát ra âm thanh. Vách tường một bên của thư phòng bỗng nhiên vỡ ra một khe hở không được bằng phẳng. Tiếp theo, hai bóng người từ bên trong bay ra. Sao? Triệu Vũ Cơ nhìn thấy hai người kia, không khỏi sửng sốt, ngươi, tại sao các ngươi lại đến được đây? Dung mạo của hai người có thể nói là tuyệt mỹ. Một người vẫn còn giữ được đặc điểm thiếu nữ, người còn lại tràn ngập phong tình của ngự tỷ. Bọn họ chính là Kiều Tiểu Kiều và Mộc Hàm. Vũ Cơ tỷ tỷ, nơi này là tiểu tiên giới mà mọi người hay nói đến sao? Kiều Tiểu Kiều chậm rãi đứng dậy, liếc nhìn xung quanh, tại sao nó lại bị tàn phá? Cũng không có dáng vẻ gì là tiên giới cả. Mộc Hàm nhìn chung quanh, thuận miệng trêu chọc, cảm giác giống như nó vừa trải qua một trận đại chiến. Không phải Hạ Thiên lại đánh nhau với ai ở đây chứ? Không phải, chuyện nơi này về sau hãy nói, trước nói chuyện của các ngươi đi.
Triệu Vũ Cơ nhất thời không biết nên nói từ chỗ nào trước, liền hỏi ngược lại ý đồ đến đây của hai người, thời gian trước, thông đạo truyền tống giữa hai bên đột nhiên bị phong bế. Bây giờ hai người mạo hiểm đến đây, chẳng lẽ Tiên Vân Đại Lục đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kiều Tiểu Kiều gật đầu, Vũ Cơ tỷ tỷ vẫn nhạy cảm như vậy. Bên phía Tiên Vân Đại Lục đích thật đã xảy ra chút vấn đề. Gương mặt Mộc Hàm hiện lên chút lo lắng, nhẹ giọng nói. Rốt cuộc bên đó đã phát sinh chuyện gì? Triệu Vũ Cơ nghe xong, cảm giác sự việc hẳn rất nghiêm trọng. Nếu không, với tính tình của Mộc Hàm, biểu hiện sẽ không nghiêm túc như vậy. Kiều Tiểu Kiều cau mày, vội giải thích, bên kia đột nhiên xuất hiện một loại bệnh truyền nhiễm cực kỳ quỷ dị, thông qua linh khí lan truyền ra ngoài, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã giết chết hơn 200 người ở Hoàng Đô. Tuy nhiên, loại virus này chỉ phát huy tác dụng đối với tu tiên giả, người bình thường bị lây nhiễm cũng không có vấn đề. Mộc Hàm gật đầu, bổ sung thêm một số chi tiết, theo thuyết pháp của Nguyệt Thanh Nhã và Cơ Thanh Ảnh, loại này giống như bạo tiên độc. Khoảng 2-3 vạn năm trước, nó đã từng bộc phát trên rất nhiều đại lục tu tiên, kéo dài cả mấy trăm năm, giết chết mấy ngàn vạn tu tiên giả, cuối cùng bị một tu tiên giả độ kiếp kỳ tên Dạ Đế tiêu diệt. Bạo tiên độc. Triệu Vũ Cơ tất nhiên chưa từng nghe qua bệnh chứng này, nhưng từ cái tên cũng có thể đoán ra được đây là một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm. Kiều Tiểu Kiều chậm rãi nói, tình huống trước mắt đã tạm thời khống chế, nhưng nếu không triệt để giải trừ tai họa ngầm, sớm muộn gì nó cũng sẽ bộc phát. Trước đó, thông đạo bị phong bế cũng là vì phòng ngừa nó lan truyền đến trái đất. Mộc Hàm nói, cho nên, chúng ta mạo hiểm về đây chính là muốn đưa chồng sang đó một chuyến. Chuyện này không nên chậm trễ, bây giờ để ta gọi cho Hạ Thiên. Triệu Vũ Cơ lấy điện thoại ra, đang định liên lạc với Hạ Thiên, kết quả nhìn thấy được tin nhắn trong WeChat, sao lại thế? Kiều Tiểu Kiều hỏi, chuyện gì vậy? Gương mặt Triệu Vũ Cơ chỉ toàn là sự kinh ngạc, Tô Bối Bối nhắn trong WeChat, chồng bị người ta bắt rồi. Cái gì? Mộc Hàm cũng sửng sốt, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, ở trái đất làm gì có ai có bản lãnh bắt được chồng chứ? Gương mặt xinh đẹp của Kiều Tiểu Kiều cũng ngưng trọng, Bối Bối không phải loại người lỗ mãng. Nàng đã nói như vậy, chuyện đó nhất định là có. Triệu Vũ Cơ lập tức đưa ra quyết định, trước gửi một tin nhắn vào WeChat, sau đó nói với hai người kia, chúng ta đến Giang Hải chờ Tô Bối Bối đi. Đi thôi, Kiều Tiểu Kiều gật đầu. Rất nhanh, ba người đã rời khỏi Tiểu Tiên Giới, vận phiếu miểu bộ bay về thành phố Giang Hải. Không bao lâu sau, các nàng đã đến cao ốc thần y. Trong phòng khách tầng cao nhất đã có hai người chờ sẵn, chính là Bạch Tiêm Tiêm và Nhiếp Tiểu Lý. Cũng không phải tốc độ của hai nàng nhanh, mà các nàng vốn hẹn nhau leo núi, ngay bên cạnh thành phố Giang Hải. Vũ Cơ tỷ tỷ, Bạch Tiêm Tiêm và Nhiếp Tiểu Lý nhìn thấy Triệu Vũ Cơ, lập tức đứng dậy chào hỏi. Tuy nhiên, hai nữ nhân nhìn rất giống tiên nữ đi theo sau lưng Triệu Vũ Cơ lại có chút xa lạ. Nhất thời không biết nên chào hỏi như thế nào. Ta tên Kiều Tiểu Kiều, là tổng giám đốc đời thứ nhất của tập đoàn thần y. Kiều Tiểu Kiều ngược lại rất hào phóng, mỉm cười tự giới thiệu. À, tỷ chính là Tiểu Kiều tỷ tỷ. Bạch Tiêm Tiêm hưng phấn kêu lên, ta tên Bạch Tiêm Tiêm. Thiên ca ca thường xuyên nhắc tên của tỷ với ta cũng đã sớm muốn gặp tỷ một lần. Nàng quay sang nhìn Mộc Hàm, vậy còn tỷ tỷ tóc vàng. Ta tên Mộc Hàm, Mộc Hàm nghe Bạch Tiêm Tiêm gọi mình, trong đầu liền nhớ đến năm đó Hạ Thiên đã gọi nàng là vợ tóc vàng. Thiên ca ca cũng hay nhắc đến tỷ lắm, nói tỷ là người vợ nghe lời nhất. Bạch Tiêm Tiêm có chút kích động, nhưng rất nhanh nhớ đến mục đích đến cao ốc thần y của mình, tuy nhiên, Bối Bối tỷ vừa mới nói Thiên ca ca đã bị người ta bắt đi rồi. Mộc Hàm xoa đầu Bạch Tiêm Tiêm, nhẹ giọng trấn an, không cần lo lắng. Hạ Thiên không sao đâu. Lúc này, Kiều Tiểu Kiều nhìn sang Nhiếp Tiểu Lý. Nhiếp Tiểu Lý không hiểu sao đột nhiên khẩn trương lên. Rõ ràng đối phương nhìn tuổi tác không khác biệt gì so với nàng, thậm chí còn nhỏ hơn, nhưng lại có một loại khí thế thượng vị giả, so với đám nhà giàu đi máy bay trước kia mà nàng gặp được còn chính tông hơn, khiến cho nàng trong nháy mắt có chút không chống đỡ được. Ta tên Nhiếp Tiểu Lý, trước kia là tiếp viên hàng không. Nhiếp Tiểu Lý có chút khiếp đảm, nhẹ giọng trả lời. Mộc Hàm đưa tay ôm Nhiếp Tiểu Lý vào lòng, được rồi, Tiểu Kiều, đừng dọa người ta nữa.
Lại là một em gái khiến người ta phải yêu thương. Ánh mắt của chồng không bao giờ xảy ra sai lầm. Không bao lâu sau lại có thêm mấy người nữa chạy đến, ví dụ như Tô Vô Song, Ninh Nhụy Nhụy, Thạch Thuần và Cung Chủ Thiên Cung. Sau đó là năm người Phù Diêu Tiên Tử cũng đuổi theo đến. Ngoại trừ Dạ Ngọc Mị, Isabella đang ở vào trạng thái mất tích và bé ngoan không thể đến được, toàn bộ nữ nhân của Hạ Thiên ở trái đất đã có mặt đầy đủ. Trong số những người có mặt, có người thì quen, có người thì chưa gặp nhau bao giờ. Bỏ qua chuyện quen biết hay không, nếu ôn chuyện, đoán chừng cả ngày cũng không đủ. Rất nhanh, Tô Bối Bối đã về đến cao ốc thần y. Mọi người cũng không hứng thú nói bất cứ chuyện gì khác, đều chờ nàng giải thích chuyện vừa mới nói kia. Tô Bối Bối nhìn thấy Kiều Tiểu Kiều và Mộc Hàm ở đây, cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nàng cũng biết hiện tại không phải là lúc để ôn chuyện. Nàng đơn giản nói qua một lần hành trình và những gì nàng và Hạ Thiên đã trải qua trong hai ngày vừa rồi, tiếp theo nàng nhấn mạnh chuyện Hạ Thiên bị quỷ ảnh mặt trắng mang đi. Đây là người tận mắt nhìn thấy, tính cách Triệu Vũ Cơ rất ổn trọng, hỏi lại một lần nữa, quỷ ảnh mặt trắng kia có hình dáng như thế nào? Tô Bối Bối chém đinh chặt sắt, là ta tận mắt nhìn thấy, mặt trắng kia không có gì đặc biệt, chỉ là mặt nạ bình thường, không có ngũ quan. Nhưng vị trí mi tâm lại có một dấu vết rất nhạt, hình như là... Nói xong, nàng lấy giấy bút tiện tay vẽ xuống mấy nét, vẽ ra cái mặt nạ màu trắng. Có hình dạng như vậy sao? Tô Bối Bối đưa tấm hình cho mọi người xem, sau đó nhấn mạnh, khi quỷ ảnh xuất hiện vừa lúc Trung Nghĩa Phong dẫn bạo mệnh hồn, muốn đồng quy vu tận với Hạ Thiên. Trung Nghĩa Phong chết, Hạ Thiên không có chuyện gì, sau đó thì quỷ ảnh mặt trắng xuất hiện, dính vào Hạ Thiên. Cùng với Hạ Thiên biến mất không thấy đâu. Ta đã nhìn thấy thứ này. Lúc này, Cung Chủ Thiên Cung bỗng nhiên lên tiếng, chỉ vào quỷ ảnh mặt trắng mà nói. Triệu Vũ Cơ kinh ngạc hỏi, người đã gặp qua. Đúng vậy, Cung Chủ Thiên Cung nhẹ gật đầu. Người gặp khi nào, tại sao ta lại không biết? Phù Diêu Tiên Tử không khỏi cảm thấy kỳ quái, bởi vì Cung Chủ Thiên Cung chính là linh khí của nàng biến thành, hai người có thể cùng hưởng một phần ký ức. Những người khác đều nhìn Cung Chủ Thiên Cung, chờ câu trả lời của nàng. Cung Chủ Thiên Cung nhớ lại một hồi, sau đó nói, khi đó, tiên tử đã bế quan hơn 1000 năm, linh thể của ta cũng mới ngưng thực không bao lâu. Một ngày nọ, bỗng nhiên có một cái bóng mặt trắng xuất hiện trước mặt ta, nói là muốn mời ta đến địa giới của hắn ta làm khách. Ta từ chối ngay lập tức, hắn ta cũng không ép buộc, sau đó bỏ đi. Ngươi xác định là diện mạo này. Tô Bối Bối hỏi lại. Triệu Vũ Cơ lại hỏi, vậy ngươi có biết cái bóng mặt trắng đó có lai lịch gì không? Ta ngược lại có một suy đoán. Ánh mắt Phù Diêu Tiên Tử sáng lên, cái bóng mặt trắng đó rất có khả năng đến từ thế giới địa tâm, cũng chính là thần giới trong truyền thuyết. Thần giới? Chúng nữ không hiểu, lại có chút kinh ngạc. Bọn họ chưa từng nghe qua thuyết pháp này. Không sai, nghiêm chỉnh mà nói, thật ra phải gọi là thời đại thần thoại. Phù Diêu Tiên Tử gật đầu, nhẹ giọng giải thích, 1 vạn năm trước, khi ta bị giáng chức đến đây, đó đã là thời kỳ cuối của thời đại thần thoại. Bởi vì linh khí suy giảm quá nhiều, lại trải qua mấy trăm năm đại chiến, nó đã không còn thích hợp cho cái gọi là thần tộc lúc đó sinh tồn. Nghe nói một bộ phận trong số bọn họ đã cưỡi rồng phi thăng, đa số còn lại trốn vào trong lòng đất, sáng lập thần giới, rất có thể là thế giới địa tâm lúc này. Triệu Vũ Cơ nói cách khác. Thời gian thần thoại cũng không phải đột nhiên biến mất mà là chuyển đến địa tâm. Tô Bối Bối nhịn không được liền hỏi, chúng ta còn chưa nói đến cái bóng mặt trắng kia mà. Rốt cuộc hắn ta là ai? Là thần sao? Hay là quỷ? Cái bóng mặt trắng đó, dựa theo hệ thống thần thoại của các ngươi bây giờ mà nói. Phù Diêu Tiên Tử cẩn thận suy nghĩ, sau đó nói, hẳn gọi là Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường. Lời này hoàn toàn vượt qua dự kiến của chúng nữ. Hắc Bạch Vô Thường trong ấn tượng của các nàng phải là hình ảnh thường thấy trong các bộ phim điện ảnh, truyền hình chứ. Dáng người gầy teo, mặt xanh nanh vàng, vô cùng dữ tợn, một người mặc quần áo thuần trắng, một người mặc quần áo thuần đen, khi nào đến cũng đều mang theo khóa câu hồn. Đương nhiên vẫn còn một số hình ảnh khác nhưng tổng thể đều là hình ảnh đáng sợ. Nói như vậy. Năm đó hắn ta đến tìm ta chính là muốn câu ta xuống địa ngục. Cung Chủ Thiên Cung sửng sốt, thoáng có chút kinh nghi. Triệu Vũ Cơ cau mày, nhẹ gật đầu, rất có khả năng như vậy.
Nếu toàn bộ hệ thống thần thoại đều được mang xuống mặt đất, cái gọi là U Minh địa phủ hơn phân nửa cũng ở bên dưới. Chỉ là, rất có thể tình huống của nó không giống như chúng ta đã nghĩ. Kiều Tiểu Kiều nghĩ đến một khả năng, chậm rãi nói, có thể nó cũng là một phúc địa động thiên độc lập như tiểu tiên giới mà mọi người phát hiện, nhưng khả năng cần năng lượng như linh hồn duy trì, cho nên bọn họ mới đi câu hồn khắp nơi. Thần giới cũng được, địa phủ cũng được, mặc kệ chúng đi. Tô Vô Song nhìn không được liền nói, quan trọng là Hạ Thiên, hắn có khả năng bị mang đến chỗ nào. Triệu Thanh Thanh cũng thúc giục, không sai, chúng ta không cần quan tâm hắn ta là hắc bạch vô thường hay là cái gì khác, trước tìm lại sư phụ rồi nói sau. Nếu quỷ ảnh mặt trắng thật sự có liên quan đến thế giới địa tâm, vậy thì dễ xử lý rồi. Tô Bối Bối cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta sẽ gọi Hoa Ánh Lục đến. Nàng ấy là địa tâm thần tộc, có thông đạo lên xuống. Chúng ta mượn thông đạo của nàng đến thế giới địa tâm một chuyến thì biết. Đúng. Thạch Thuần lập tức phụ họa, ta muốn đến thế giới địa tâm tìm anh rể, tuyệt đối không thể để một mình hắn, gặp nguy hiểm được. Tô Vô Song gật đầu, ta cũng đi. Bạch Tiêm Tiêm và Nhiếp Tiểu Lý tất nhiên cũng muốn đi. Mặc dù tất cả mọi người đều tin rằng Hạ Thiên sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng vẫn không nhịn được mà cảm thấy lo lắng. Chỉ có tận mắt nhìn thấy hắn không có việc gì mới có thể yên lòng. Khẳng định không thể đi được nhiều người như vậy. Triệu Vũ Cơ lắc đầu, nếu không, địa tâm thần tộc sẽ không gần vạn năm không có phản ứng gì, càng không chỉ phái một số người Hoa Ánh Lục lên mặt đất tìm hiểu tình huống. Lúc này, Phù Diêu tiên tử cũng dội cho một gáo nước lạnh, thế giới địa tâm cũng không phải ai cũng có thể đến. Tiên tử nói đúng, cung chủ thiên cung bổ sung, lúc trước, thiên sát ma chủ cũng đã phái ma tộc xuống tìm hiểu qua nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ chết hết. Thậm chí một người thực lực độ kiếp kỳ. Vậy mà cũng bị một kích tất sát. Sự kiên cường trong lòng Triệu Thanh Thanh dâng lên. Nàng nghiến răng nói, cho dù có nguy hiểm, ta cũng muốn đi, cũng không thể không làm gì được. Mộc Hàm cũng nói, nếu độ kiếp kỳ cũng gặp nguy hiểm, chúng ta lại càng phải xuống dưới giúp chồng. Đi, nhất định là phải đi rồi, nhưng không phải tất cả chúng ta đều đi. Triệu Vũ Cơ vẫn duy trì tỉnh táo như cũ. Vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu của nàng, chúng ta cũng không thể bỏ mặc trên mặt đất được. Đừng quên thần dụ vẫn còn ở đây. Việc của Hạ Thiên vốn là do bọn họ làm ra. Bây giờ Hạ Thiên bị mang đến thế giới địa tâm, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ biết. Nếu chúng ta không có ở đây, đám người kia chắc chắn sẽ gây ra chuyện rất lớn. Kiều Tiểu Kiều tán thành phản đoán của Triệu Vũ Cơ, đúng là như vậy. Chúng ta chỉ chọn một số người đến thế giới địa tâm. Những người còn lại thì ở yên tại chỗ, chuẩn bị ứng đối âm mưu quỷ kế của một số người. Có như vậy ta cũng muốn đi. Thạch Thuần lập tức nhấc tay, biểu hiện vô cùng kiên định, anh rể đang phải chịu khổ ở thế giới địa tâm. Ta chỉ cần nghĩ đến, trong lòng đã cảm thấy vô cùng khó chịu, ăn ngủ không yên, một giây thôi cũng không chịu nổi, cũng không thể chuyện gì cũng không làm. Ngươi chỉ muốn đi chơi mà thôi. Tô Bối Bối tức giận gõ đầu Thạch Thuần một cái. Ninh Nhụy Nhụy lên tiếng, để ta đi. Mấy năm qua, ta thường xuyên khiêu chiến những tình huống cực hạn, trải qua vô số nguy hiểm hình thức khác nhau, cũng xem như có chút kinh nghiệm. Nguy hiểm mà ngươi trải qua cũng chẳng tính là gì. Tô Vô Song thản nhiên nói, khi còn ở Tiên Vân Đại Lục, ta mới thật sự lĩnh giáo qua cái gì là cửu tử nhất sinh. Huống chi, tu vi của ta vẫn mạnh hơn ngươi một chút. Đừng tranh, cũng đừng đoạt. Mộc Hàm mỉm cười. Khoát tay với mọi người, chúng ta nên tìm hiểu thế giới địa tâm là nơi nào trước đi. Tô Bối Bối nói, ta sẽ gọi Hoa Ánh Lục đến. Không cần, nàng ấy cũng đã đến rồi. Phù Diêu tiên tử lạnh nhạt nói. Quả nhiên, qua nửa giây, Kiều Tiểu Kiều, Mộc Hàm và Triệu Vũ Cơ, còn có đám người cung chủ thiên cung cũng cảm thấy. Sao? Mấy người Tô Bối Bối cũng cảm nhận được, các nàng không khỏi càng thêm coi trọng Phù Diêu tiên tử. Hiện tại, tu vi của nàng đã rơi xuống kim đan kỳ, nhưng thần thức vẫn nhạy cảm như cũ, cao hơn các nàng một bậc, không hổ danh là thiên chi kiêu tử của liên minh tu tiên. Cơ sở tu tiên không phải bình thường. Hoa Ánh Lục lặng yên tiếp cận cao ốc thần y, sau đó ném ra mấy hạt giống. Hạt giống chui vào bên trong xi măng, quấn lấy cốt thép, dùng tốc độ cực nhanh kéo lên, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã đến tầng cao nhất. Vừa rồi, khi ở Trung Gia Xiêm La, nàng đã cảm nhận có chút không ổn. Cho nên,
Sau khi thu dọn tàn cuộc chung ra xong, nàng cũng đi theo về luôn. Tuy nhiên, vì không muốn bị Tô Bối Bối phát hiện, nàng đã cố tình khống chế khoảng cách. Nàng muốn làm rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao Tô Bối Bối lại hốt hoảng như vậy, còn Hạ Thiên thì đã đi đâu? Hoa tiểu thư, nếu đã đến, vậy thì đến thẳng đây đi. Trong lúc nàng đang định thám thính tình huống trong phòng, một âm thanh truyền vào tai của nàng. Hoa Ánh Lục sửng sốt, thật sự không nghĩ đến nhanh như vậy đã bị khám phá. Đã như vậy, cũng chẳng cần phải tránh nữa. Hoa Ánh Lục nhảy lên tầng cao nhất, mở cửa sổ nhảy vào. Sau đó, nàng phát hiện mình bị mọi người vây quanh. Ngươi, các ngươi đây là... Hoa Ánh Lục cảm nhận được áp lực rất lớn, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nhưng muốn lui ra ngoài thì cũng đã muộn. Một linh áp cường đại đã khiến nàng không thể động đậy. Mộc Hàm nghi hoặc hỏi, nàng ấy không phải người mới của chồng à? Không phải, Tô Bối Bối lắc đầu. Kiều Tiểu Kiều không thể nhịn được cười, mặc dù nàng ấy cũng xinh đẹp nhưng không phù hợp với phẩm vị của chồng. Rốt cuộc anh rể có khẩu vị như thế nào? Thạch Thuần có chút nghi hoặc đối với điểm này. Nàng chỉ biết Hạ Thiên rất coi trọng nữ nhân xinh đẹp. Mộc Hàm thản nhiên nói, cái này ai mà biết được, chỉ có thể nói là một loại cảm giác. Các vị gọi ta đến đây có chuyện gì? Hoa Ánh Lục rốt cuộc cũng đã quen với cảm giác áp bách này, liền lên tiếng hỏi, hoặc có điều gì ta có thể giúp một tay? Chúng nữ đều đưa ánh mắt nhìn Tô Bối Bối, hiển nhiên quyết định là do nàng. Đúng là chúng ta cần ngươi hỗ trợ. Tô Bối Bối ném tờ giấy mình vẽ đến, ngươi hãy nhìn cái này đi, ngươi có biết nó không? Đây là Bạch Vô Thường đại nhân. Hoa Ánh Lục nhìn qua, quả nhiên nhận ra. Sau đó kinh ngạc hỏi, ngươi, tại sao ngươi lại biết diện mạo của hắn ta? Tô Bối Bối đáp, bởi vì ta đã gặp qua hắn ta. Không thể nào. Hoa Ánh Lục mở to hai mắt, lắc đầu không thôi, không thể nào, Vô Thường đại nhân không có khả năng xuất hiện trên mặt đất, làm sao ngươi có thể gặp hắn ta được? Biểu hiện của Tô Bối Bối vẫn lạnh nhạt như cũ, nếu ta chưa từng gặp qua, làm sao ta có thể họa ra được diện mạo của hắn ta? Cũng đúng. Hoa Ánh Lục cũng nghi ngờ điều này. Nếu chưa gặp qua hình dáng của Bạch Vô Thường, tuyệt đối không có khả năng họa được diện mạo của hắn ta. Nàng cũng đã xem qua một số phim điện ảnh, truyền hình, miêu tả Hắc Bạch Vô Thường trong đó và Vô Thường đại nhân thế giới địa tâm hoàn toàn không giống nhau. Vậy ngươi ở đâu, à? Hoa Ánh Lục bỗng dưng nghĩ đến điều gì đó, không phải nhìn thấy ở Trung gia chứ? Tô Bối Bối gật đầu, ngươi rất thông minh, nhanh như vậy đã nghĩ đến. Ta nói thẳng với ngươi luôn, sau khi xử lý Trung Nghĩa Phong, Bạch Vô Thường kia đột nhiên xuất hiện mang Hạ Thiên đi. Cái này. Hoa Ánh Lục một lần nữa bị chấn kinh, cái gì? Bạch Vô Thường đại nhân mang Hạ Thiên đi. Không thể nào, cũng không có khả năng. Kiều Tiểu Kiều hỏi, tại sao ngươi lại nói như vậy? Hoa Ánh Lục đáp, tất cả sinh mệnh của thế giới địa tâm chúng ta, sau khi được sinh ra sẽ rót một sợi mệnh hồn vào bên trong thần hạch. Vô Thường đại nhân ký sinh bên trong thần hạch, trưởng quản mệnh hồn của chúng ta. Cho nên, nếu hắn ta ra ngoài, chỉ có ba nguyên nhân. Một, trước khi người trong địa tâm thần tộc chết, hắn ta sẽ xuất hiện thu nạp hồn phách vào trong thần hạch để vài năm sau phục sinh lại. Hai, nếu thế giới địa tâm xuất hiện một người có tư cách trở thành thần đế, hắn ta sẽ xuất hiện dẫn người này vào bên trong thần hạch để tiếp nhận kiểm nghiệm. Ba là... Nếu thế giới địa tâm xuất hiện tai họa ngập đầu, hắn ta sẽ xuất hiện cảnh báo. Nói đến điểm thứ ba, nàng bỗng nhiên ngừng lại, lắc đầu, có chút cảm thán, về phần làm sao mà cảnh báo, thật ra ta cũng không rõ lắm. Chỉ là ta được trưởng bối trong tộc dạy từ nhỏ như thế rồi. Điểm thứ nhất, nhất định không thích hợp. Huyết lão tộc đã sớm bị trục xuất khỏi thế giới địa tâm. Bọn họ chết rồi, mệnh hồn trong thần hạch đang dần dần tiêu tán. Trung Nghĩa Phong nói đến phục sinh sau khi tịnh dưỡng, hẳn là để lừa ngươi với Hạ Thiên. Điểm thứ hai, lại càng không thể nào. Hạ Thiên không phải người của địa tâm thần tộc, hắn không thể nào có tư cách trở thành thần đế. Điểm thứ ba cũng không có khả năng. Mặc dù thế giới địa tâm thường xuyên xảy ra vấn đề mấy năm gần đây, nhưng đều là vấn đề nhỏ, không có tai họa ngập đầu gì cả. Cho dù có, cũng chẳng liên quan gì đến Hạ Thiên. Lúc này, Phù Diêu tiên tử lại nói, nếu tai họa ngập đầu đó có liên quan đến Hạ Thiên thì sao?
Hoa Ánh Lục không phản bác được, cũng không cảm thấy suy đoán này của Phù Diêu tiên tử có khả năng gì, hơn nữa khả năng đó quá dọa người, khiến cho nàng không biết phải phản ứng như thế nào. Ngươi nên tin tưởng cái thứ hai. Kiều Tiểu Kiều cười khẽ, dường như đang an ủi, nói không chừng Hạ Thiên thật sự là thần đế tương lai của thế giới địa tâm các ngươi thì sao? Có lẽ đó là kết quả tốt, nhưng tuyệt đối không thể. Hoa Ánh Lục cười khổ, cái gọi là thần đế, đây chính là đế hoàng của ngàn vạn thần tộc thế giới địa tâm, chấp trưởng thần hạch hoàn chỉnh do trời chọn. Tuy nhiên, thần hạch đã sớm vỡ vụn, không còn được đầy đủ, hơn nữa thế giới địa tâm mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện thần đế, tất cả quyền lực đều do hội trưởng lão chấp trưởng, hết thảy sự vụ đều do bọn họ định đoạt. Hội trưởng lão? Thạch Thuần sửng sốt, đó là cái thứ đồ chơi gì thế? Dựa vào cái gì mà bọn họ lại định đoạt tất cả? Thế giới địa tâm có hàng ngàn hàng vạn thần tộc lớn nhỏ, trong đó thế lực mạnh nhất có 5 cái. Bọn họ dùng ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ để gọi chính mình. Hoa Ánh Lục tiếp tục giải thích, nghe nói trước kia có thần đế, nhưng đã bị tộc trưởng 5 tộc liên thủ bước đi. Về sau, 5 tộc liên hợp lại, sáng lập ra hội trưởng lão, hết thảy sự vụ dưới lòng đất đều do bọn họ định đoạt, ngay cả thần hạch cũng do bọn họ trông coi, cho nên trên cơ bản không có khả năng xuất hiện thần đế. Ninh Nhụy Nhụy chen miệng vào, thế thì không nhất định. Cái tên Hạ Thiên kia từ trước đến nay đều thích làm những chuyện không thể. Ta cũng cảm thấy có khả năng, dù sao anh rể cũng không có gì làm không được, Thạch Thuần cũng gật đầu theo. Dương San phụ họa, chồng chính là kỳ tích, không gì làm không được. A Cửu thoáng có chút khinh thường, nếu hắn chính là thần đế, thế giới địa tâm không biết có bao nhiêu mỹ nữ tao ngộ tai ương nữa. Những người khác đều ôm suy nghĩ như vậy. Nhất thời, bầu không khí trở nên vui vẻ hơn. Vốn các nàng còn đang lo lắng cho an nguy của Hạ Thiên, bây giờ bọn họ lại lo lắng Hạ Thiên sẽ mang thêm chị em từ địa tâm đến cho bọn họ. Đối với bầu không khí lạc quan này, Kiều Tiểu Kiều lại cực kỳ thích, nhưng việc cần phải làm thì cũng không thể bỏ qua được. Hạ Thiên rất có khả năng được mang đến thế giới địa tâm. Kiều Tiểu Kiều không khỏi ho nhẹ hai tiếng. Sau khi khiến chúng nữ chú ý, nàng mới chậm rãi nói, nhưng chúng ta cũng không thể bỏ mặc không quan tâm. Hơn nữa, Thiên Vân Đại Lục đang xảy ra chút vấn đề, còn cần hắn nhanh chóng đến đó xử lý. Cho nên, chúng ta nên chọn mấy người đến thế giới địa tâm tìm hắn. Mộc Hàm đồng ý với lời nói của Kiều Tiểu Kiều, nếu không, với tính cách của hắn, chỉ cần hơi khoái hoạt một chút, hắn cũng không biết sẽ ở bao lâu nữa. Bây giờ, tất cả mọi người lại quay về điểm khởi đầu, rốt cuộc là do ai đến thế giới địa tâm tìm Hạ Thiên. Trong tất cả nữ nhân ở đây, ngoại trừ Hoa Ánh Lục không liên quan, tất cả đều nôn nóng muốn đi. Thế giới địa tâm cũng không phải ai cũng có thể đến. Hoa Ánh Lục nhìn thấy, không khỏi dội một gáo nước lạnh, bởi vì mặt đất và thế giới địa tâm đã có rất nhiều năm không qua lại chính thức với nhau. Một khi nhân số đi xuống vượt qua số lượng nhất định, nó sẽ tự động kích phát đại trận phòng ngự do các trưởng lão thiết kế, có thể gây nên tranh đấu không cần thiết. Triệu Vũ Cơ hỏi, số lượng nhất định là bao nhiêu? 3 đến 5 người, Hoa Ánh Lục suy nghĩ một chút rồi báo ra một con số, sau đó bổ sung, bởi vì thế giới địa tâm, mặc kệ là tốc độ thời gian trôi qua, còn có khí hậu đều không giống như trên mặt đất, không phải tất cả mọi người đều có thể thích ứng được. Cho dù là tu tiên giả cũng có thể xuất hiện phản ứng bài xích, có khả năng gây nguy hiểm cho tính mạng. Vậy phải làm sao mới biết được có thích hợp hay không? Phù Diêu tiên tử nhìn Hoa Ánh Lục, các ngươi hẳn có phương pháp kiểm tra chứ? Nhìn cách mà ngươi tìm Hạ Thiên, hơn phân nửa cũng có tâm tư muốn dẫn hắn xuống dưới. Hoa Ánh Lục đang định nắm quyền chủ động về phương diện này, không nghĩ đến đã bị vạch trần, đành phải thừa nhận, trước đó, Hạ Thiên và phụ thân ta đã từng có ước định, lúc đó Tô Tiểu Thư cũng có mặt. Cho nên, ta cũng có suy nghĩ muốn dẫn Hạ Thiên đến địa tâm một chuyến, chỉ là không tìm được thời cơ thích hợp. Đúng là có chuyện này, Tô Bối Bối gật đầu. Lúc đó, Hoa Ánh Lục muốn mượn thân phận nha hoàn để thoát khỏi trói buộc dưới lòng đất, kết quả bị Hạ Thiên khám phá ngụy trang. Nhưng Hạ Thiên cũng không cho hoa thần tộc gì đó sắc mặt tốt, hai bên hẹn nhau sẽ chọn thời điểm đánh với nhau một trận. Đừng nói chuyện rông dài nữa. Tô Vô Song có chút không kiên nhẫn, có phương pháp kiểm tra gì thì dùng ra đi. Những người khác cũng tập trung ánh mắt nhìn Hoa Ánh Lục. Được rồi, Hoa Ánh Lục thở dài,
lấy ra một hạt giống màu xanh từ trong túi áo, giới thiệu với mọi người, đây là hạt giống uyên thức do hoa thần tộc chúng ta bồi dưỡng ra được, bên trong hạt giống ẩn chứa khí tức của thế giới địa tâm. Sau khi các ngươi nuốt vào, chỉ cần 10 giây không nhả ra, điều này nói rõ các ngươi có thể thích ứng với hoàn cảnh thế giới địa tâm. Để ta trước, Thạch Thuần xoa xoa tay, bốc lấy mấy hạt giống bỏ vào miệng xem như đồ ăn vặt. Nhưng vừa mới bỏ vào miệng, còn chưa nuốt xuống, nàng đã phun ra ngoài. Thạch Thuần thè lưỡi, phun phèo phèo mấy lần, thối quá, tanh quá, ai mà nuốt cho được. Phục ngươi luôn, Tô Bối Bối rót cho Thạch Thuần một ly nước sôi để nguội. Cảm ơn Bối Bối tỷ. Thạch Thuần tiếp nhận ly nước, trước xúc miệng, sau đó mới uống mấy ngụm mới miễn cưỡng xua đi cảm giác. Nàng thấy những người khác tò mò nhìn mình, vội vàng nói, đừng có nhìn ta. Thứ đó không phải dành cho người ăn, cực kỳ khó nuốt, cảm giác không cách nào hình dung, nhưng tuyệt đối không thể nào ăn hết. Đừng nói 10 giây, nửa giây cũng không chịu được. Đó vốn không phải cho người ăn mà. Kiều Tiểu Kiều cảm thấy Thạch Thuần thật sự đáng yêu vô cùng. Thạch Thuần thè lưỡi, không được, bây giờ ta vẫn còn cảm giác buồn nôn, một cảm giác khó chịu từ trong xương đấy. Khó ăn như vậy sao? Bạch Tiêm Tiêm ngược lại có chút hiếu kỳ. Nàng lấy một hạt, cẩn thận bỏ vào trong miệng. Thạch Thuần mở to mắt nhìn Bạch Tiêm Tiêm, thế nào, có phải rất khó chịu không, rất buồn nôn không? Không, Bạch Tiêm Tiêm cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ là hạt giống bình thường, bỏ vào miệng là tan ngay trong miệng. Ánh mắt hoa ánh lục sáng lên, kinh ngạc nói, Bạch Tiểu Thư, người cực kỳ thích hợp với hoàn cảnh thế giới địa tâm. Nói không chừng người còn có nguồn gốc với hoa thần tộc chúng ta. Cũng không biết nữa. Bạch Tiêm Tiêm lắc đầu, ta xuất thân từ Sương Nguyệt Đảo, trên cơ bản không có ra ngoài. Trước đó ta cũng không nghe nói đến hoa thần tộc gì cả. Tất cả mọi người đều thử một lần đi. Phù Diêu Tiên Tử duỗi ngón tay của mình nhẹ nhàng vẩy một cái. Đem số hạt giống còn dư lại bỏ vào lòng bàn tay từng người. Mọi người nhìn nhau, cũng không do dự, nuốt hạt giống trong lòng bàn tay vào bụng. Quẹ! Hạt giống của Triệu Thanh Thanh còn chưa nuốt xuống, người đã bắt đầu buồn nôn. Dương San miễn cưỡng đè hạt giống ở đầu lưỡi nhưng vẫn không chịu nổi, phì. Thối quá! Lam Y Nhân cũng chỉ chịu được 2 giây, cũng nôn xuống lòng bàn tay. Kiều Tiểu Kiều tiện tay ném hạt giống vào trong miệng. Ban đầu dự định cưỡng ép nuốt xuống, kết quả phát hiện hoàn toàn không được. Đây là một sự bài xích không chịu ý thức của nàng khống chế. Cho dù đã nuốt xuống cổ nhưng vẫn tự động phun ra như cũ. A Cửu cũng dự định gồng mình nuốt xuống, nhưng qua 2-3 giây đã phun ra ngoài, cái này là gì vậy? Phù Diêu Tiên Tử nhẹ nhàng ngậm lấy hạt giống tan vào trong miệng, hoàn toàn không có một chút khó chịu nào. Cung chủ Thiên Cung nhìn Phù Diêu Tiên Tử một cái, rồi trả hạt giống trở về, được rồi, ta không thử nữa. Y Tiểu Âm cũng không nuốt, không phải nàng không muốn đến thế giới địa tâm, chỉ là nàng cảm thấy trên mặt đất cần nàng hơn. Ta ăn hết rồi, không sao cả, Tô Vô Song lạnh nhạt nói. Mộc Hàm cũng mỉm cười, ta cũng vậy, may mắn quá. Cuối cùng, người nuốt hạt giống mà không gặp phải sự bài xích chỉ có Phù Diêu Tiên Tử, Bạch Tiêm Tiêm. Tô Vô Song và Mộc Hàm 4 người mà thôi. Tại sao lại có quy luật đó nhỉ? Thạch Thuần thật sự không thể hiểu được, tại sao 4 người bọn họ lại không có việc gì? Hoa Ánh Lục lắc đầu, không có quy luật gì cả. Nếu như nói, khả năng là do thần hạch lựa chọn. Được rồi, mọi người cũng đừng suy nghĩ nữa. Kiều Tiểu Kiều quyết định thật nhanh, trong lòng đã có quyết định, cứ để 4 người bọn họ theo Hoa Tiểu Thư đến thế giới địa tâm một lần. Chúng ta ở lại trái đất cũng không phải ngồi chờ, chúng ta vẫn còn có việc để làm. Triệu Vũ Cơ phản ứng đầu tiên, không sai, Hạ Thiên đắc tội không ít thế lực. Chuyện hắn mất tin tức sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta phát hiện, chắc chắn sẽ có hành động. A Cửu khó chịu nói, đúng vậy, nhất là thần dụ xuất hiện thời gian gần đây. Lúc này, điện thoại của Tô Bối Bối vang lên, nàng lấy ra xem, là bé ngoan gửi tin nhắn đến. Xem xong. Sắc mặt của nàng không khỏi ngưng trọng. Không cần sớm muộn gì cả, đã có một số tên ngu xuẩn đến gây chuyện rồi. Tin nhắn bé ngoan gửi cũng không phức tạp, nói thần dụ đã biết tin Hạ Thiên mất tích, lập tức triệu tập tất cả thế lực chống đối Hạ Thiên, dự định thừa dịp Hạ Thiên còn chưa quay lại, trước nhổ tận gốc những người có liên quan đến Hạ Thiên. Về phần các nữ nhân của hắn,
tất nhiên cũng phải diệt trừ sạch sẽ. Trong đó, thế lực thần dụ liên hợp còn có tàn nghiệt ma tộc, cư dân bí cảnh thiên cung trốn ra ngoài, tổ chức thiên cung đảo quốc và một số thế lực lẻ tẻ khác. Phía sau mơ hồ còn có nước Mỹ tham dự, bên trong trộn lẫn không ít chiến binh sinh hóa vừa mới nghiên cứu ra, hơn phân nửa muốn đục nước béo cò. Đã là tạp ngư lại còn muốn gây chuyện, đúng là khôi hài. Triệu Thanh Thanh khinh thường nói. Đừng nên coi thường bất cứ kẻ địch nào. Kiều Tiểu Kiều thản nhiên nói, tuy nhiên, nếu bọn họ đã muốn chơi, chúng ta sẽ bồi bọn họ chơi một vố lớn. Tô Vô Song nói tiếp, chúng ta chủ động xuất kích, tiêu trừ sạch sẽ đám ngớ ngẩn đó, sau đó đến thế giới địa tâm cũng không muộn. Không cần. Triệu Vũ Cơ mỉm cười, chỉ là loại người như thế, còn không đáng vì bọn họ mà chậm trễ chuyện của chúng ta. Bao nhiêu người đây cũng đủ ứng phó bọn họ rồi. Bây giờ các ngươi đến thế giới địa tâm đi. Chuyện chúng ta cần làm mới quan trọng nhất. Mộc Hàm gật đầu, sau đó nói với Kiều Tiểu Kiều, chuyện ở đây giao hết cho ngươi. Bây giờ mọi người lên đường đi. Kiều Tiểu Kiều mỉm cười nhìn Hoa Ánh Lục, hẳn không có gì bất tiện chứ. Hoa Ánh Lục cảm thấy ngạc nhiên, nói không nên lời, chỉ có thể gật đầu, được, vậy bây giờ chúng ta lên đường thôi. Đảo quốc, đền thờ đồng hồ. Phụ nữ đền thờ đằng hồ Hoa Tán Lý đang chiêu đãi các vị khách quý. Trong số những người này có một số thần sứ, cũng có mấy thế lực hoặc nhiều hoặc ít có thù hận với Hạ Thiên. Bọn họ tập trung ở đây chỉ vì một sự kiện, đó chính là cùng nhau tiêu diệt Hạ Thiên. Tuy nhiên, Hạ Thiên quá cường đại, muốn giết chết hắn trên cơ bản rất khó. Trước đó, bọn họ cũng đã nếm qua rất nhiều thua thiệt rồi. Còn có không ít thế lực trong quá trình này bị Hạ Thiên rửa sạch, thậm chí tiêu diệt. Ví dụ như sát thần, thiên nhân hội trước đó, và gần đây là lục ma đài. Thần dụ tiếp thu kinh nghiệm thất bại của những tổ chức này, liền nghĩ đến một kế hoạch không tồi. Đó chính là nghĩ cách đẩy Hạ Thiên đi, sau đó thừa cơ nhổ tận gốc tất cả các thế lực có liên quan đến hắn. Tiếp theo, người cần đối phó chỉ còn lại một mình Hạ Thiên. Đến lúc đó, bọn họ sẽ tập trung tất cả lực lượng, nhất cử kích sát diệt trừ Hạ Thiên, từ đây vĩnh viễn không còn hậu hoạn nữa. Mặc dù chủ ý này chẳng ra sao cả, nhưng cũng được xem là kế hoạch có khả năng nhất hiện nay. Cho dù cuối cùng vẫn không làm gì được Hạ Thiên, ít nhất còn có thể cắn được mấy ngụm thịt trước. Thế lực Hạ Thiên mập đến chảy mỡ, bất chi bất giác biến thành con quái vật khổng lồ chặn tài lộ của không ít người. Bên trong phòng trà, đằng hồ Hoa Tán Lý Xuyên mặc trang phục vu nữ áo trắng váy đỏ đang yêu nhã ngâm trà cho khách. Căn cứ theo tin tức đáng tin cậy, Hạ Thiên đã bị âm huyết thần sứ mang đi. Biểu hiện của đằng hồ Hoa Tán Lý Xuyên vẫn rất lạnh nhạt, về phần chết hay là bị mang đến địa phương nào khác, tạm thời còn chưa rõ. Nhưng chuyện có thể xác định nhất chính là Hạ Thiên nhất thời bán hội sẽ không xuất hiện. Đây chính là thời cơ tốt của chúng ta. Một nam nhân mặc áo ninja trắng có chút bất mãn quát to, đằng cơ, người đúng là không để cung chủ thiên cung vào mắt. Nàng ta nói thế nào cũng là chủ nhân Đông Thiên Môn chúng ta, thực lực có thể so sánh với độ kiếp kỳ. Đừng kéo Đông Thiên Môn vào đây. Một người lùn môi dày lông mày đỏ mặc áo đỏ nhìn không được cười nhạo, các ngươi không phải đã sớm độc lập rồi sao? Từ trước đến nay chẳng nghe nhắc đến, bây giờ còn để ý cung chủ thiên cung cái gì nữa? Thời điểm bí cảnh thiên cung đại loạn cũng không thấy các ngươi hỗ trợ, tranh thủ thời cơ thanh trừ đối lập. Ninja áo trắng trừng mắt nhìn người lùn, xích mi tử, lời này của ngươi là có ý gì? Đừng tưởng rằng ngươi là xích mi thần sứ thì ta không dám giết ngươi. Đây không phải là dám hay không, mà là ngươi không có bản lãnh đó. Xích mi tử cười nhạo, thái độ khinh thường, nếu là ảnh hiện thập tứ lang trước đó, còn có phong thiên vương, có lẽ ta còn có chút kiêng kỵ. Về phần tiểu tử ngươi, có thêm 10 người cũng không phải đối thủ của ta. Hắc! Một tiếng rít gào, ninja áo trắng bỗng nhiên rút kiếm ra khỏi nửa vỏ, lạnh lùng nhìn chằm chằm xích mi tử, thế thì ngươi thử kiếm của kính chỉ ra ta phải chăng có bén hay không? Thôi, đằng hồ Hoa Tán Lý Xuyên chỉ nhẹ nhàng phẩy tay một cái đã đánh ninja áo trắng lui hai bước, xích mi tử cũng thiếu chút nữa ngã quỵ, hai người các ngươi muốn giết người, chờ đến địa bàn của Hạ Thiên, lúc đó mặc cho các ngươi giết. Nếu vẫn còn ngứa tay, thiếp thân sẽ chơi cùng các ngươi. Ninja áo trắng cất kiếm vào vỏ, nuốt xuống cục tức hừ, ta nể tình đằng cơ ngươi, không so đo với tên lùn đó.
Xích Mi Tử cũng không nói câu nào nữa. Khụ khụ khụ, cung chủ Thiên Cung xác thực không đáng để lo. Một người trẻ tuổi sắc mặt vàng vọt giống như bị bệnh nguy kịch lên tiếng, cứ giao nàng ta cho chúng ta xử lý là được. Bảo đảm, cam đoan, khụ khụ. Một trận ho khan, ho đến mức giống như tâm can tỳ phổi thận sẽ bị văng ra ngoài. Bệnh Bì Thần Sứ đúng là không tầm thường. Đằng Hồ Hoa Tán Lý Xuyên mỉm cười gật đầu, nếu ngươi đã chủ động đưa ra đề nghị, vậy ta giao nàng ấy cho các ngươi xử lý. Thiếu nữ đeo mặt nạ răng nanh cười nhẹ, không phải nói dưới đáy bí cảnh Thiên Cung có phó tiên quan, bên trong quan tài còn có tiên tử sống vạn năm sao. Loại quái vật vạn năm đó cũng không lợi hại đến mức lên trời chứ. Thánh Tâm Thần Sứ, ngươi đừng có âm dương quái khí ở đây. Một hòa thượng ở trần cao to vạm vỡ quát lạnh, tiên tử đó cũng đã có cống hiến đối với việc khôi phục linh khí cho trái đất. Chân khí tông chúng ta từ trước đến nay đều xem nàng ấy là thần nữ. Thiếu nữ mặt nạ răng nanh cười nhạo, bớt giả bộ ở đây đi. Chân khí tông các ngươi trước đó mượn không ít linh khí hấp thu từ tiên mộ của Long gia. Lúc này lại muốn ép khô giá trị thẳng dư của vị tiên tử đó à? Làm càn, hòa thượng cường tráng giận tím mặt. Một trưởng vỗ nát bàn trà trước mặt, làm sao người xuất gia chúng ta lại có suy nghĩ như thế chứ? Ta còn muốn mời vị tiên tử đó đến làm cung phụng cho chân khí tông, tránh cho nàng bị nhiễm phong trần. Thiếu nữ mặt nạ răng nanh còn chưa kịp phản ứng, đằng Hồ Hoa Tán Lý Xuyên đã cau mày, lạnh lùng nói các ngươi muốn ra tay ở đây sao? Là do tiểu nữ tử kia nói năng lỗ mãng trước, hòa thượng cường tráng có chút không cam lòng, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống. Đằng Hồ Hoa Tán Lý Xuyên cũng lười nhiều lời với đám người này. Nếu cứ kéo dài thêm, nói không chừng sẽ bị sụp đổ. Sản nghiệp của Hạ Thiên, cùng với tất cả những thế lực có liên quan đến hắn, còn có những nữ nhân của hắn. Đằng Hồ Hoa Tán Lý Xuyên lấy ra một chồng sách nhỏ, nhẹ nhàng hất lên, phát cho mỗi người một quyển, bên trên có tên và sắp xếp tương ứng cho các ngươi. Chỉ cần y theo kế hoạch mà làm, chưa đến 3 ngày, những thứ đó sẽ nằm trong tay các ngươi. Khoan đã, tại sao lại thiếu một cái? Thiếu nữ mặt nạ răng nanh lật quyển sổ trong tay, tại sao động thiên phúc địa trên núi tuyết lại không có trong danh sách? Đằng Hồ Hoa Tán Lý Xuyên mỉm cười, đó là mục tiêu của ta, ngươi có ý kiến? Không có, cứ làm như thế đi. Thiếu nữ mặt nạ răng nanh xác nhận lại một chút, phát hiện y viện y nhân, còn có tất cả thế lực của Hạ Thiên ở hải ngoại đều giao cho bộ tộc của nàng xử lý. Coi như không tệ, tất nhiên là không có ý kiến rồi. Những người khác thì sao? Có ý kiến gì không? Đằng Hồ Hoa Tán Lý Xuyên liếc nhìn tất cả những người còn lại, nếu có ý kiến gì thì cứ nói ra. Nhìn tư thế của nàng ta, đoán chừng ai dám có ý kiến sẽ bị nàng xử lý ngay. Mọi người khá bất mãn với thái độ bá khí của đằng Hồ Hoa Tán Lý Xuyên, nhưng cũng không còn cách nào. Ai bảo đền thờ đồng hồ có một thông đạo có thể thông đến thế giới địa tâm? Có thể gọi vô số thần tộc thế giới địa tâm đến giúp đỡ bất cứ lúc nào. Nếu đã không có ý kiến, vậy thì giải tán. Đằng Hồ Hoa Tán Lý Xuyên nói, nửa đêm hôm nay chính là thời điểm hành động. Hạt giống, thuốc, bùa, chiến binh sinh hóa cái nào cũng được, tất cả đều phải chuẩn bị kỹ càng, đừng để rơi mắc xích trong thời khắc mấu chốt. Còn nữa, cũng không cần biết có thành công hay không, 3 ngày sau, mọi người nhất định phải tập hợp trên đỉnh núi tuyết cùng nhau phục sát Hạ Thiên. Rõ. Mọi người đồng thanh lên tiếng, sau đó uống chén trà như uống rượu ngon, uống một hơi cạn sạch. Giang Hải. Cao ốc thần y. Bên này cũng đã thương lượng xong. Được rồi, bây giờ chúng ta đi thôi. Phù Diêu tiên tử khẽ cười một tiếng, tiện tay nhấc hoa ánh lục phá cửa sổ mà đi, rất nhanh biến mất trước mặt mọi người. Nhưng giọng nói của nàng vẫn vang lên ngay tại chỗ, 3 người còn lại, tự mình đi nhé. Mộc Hàm khẽ cười nói, tiên tử lại là người nôn nóng nhất đấy. Ta thật sự hiếu kỳ rốt cuộc cơ sở của nàng dày bao nhiêu. Triệu Vũ Cơ có chút cảm thán, rõ ràng 8 thành, thậm chí gần 9 thành tu vi đều bị Hạ Thiên hút khô, nhưng nàng ấy vẫn còn có thể ung dung như thế. Ta đi đây, mọi người, hẹn gặp lại. Tô Vô Song lập tức bay ra ngoài cửa sổ rồi bay lên không. Mộc Hàm nhìn ra được tu vi của Bạch Tiêm Tiêm thấp nhất. Tiến lên nắm tay của nàng, cười nói, ngươi không cần lo lắng, để ta dẫn ngươi đi. Bạch Tiêm Tiêm cảm kích gật đầu. 2 người cũng lập tức rời đi.
Kiều Tiểu Kiều đưa mắt nhìn mọi người rời đi xong, cười nói, bây giờ chúng ta cũng đi bố trí thôi, cùng nhau chơi với đám ngu ngốc kia một trận. Căn cứ theo tin tức của bé ngoan, thần dụ liên kết mười mấy thế lực lớn nhỏ, trong đó có rất nhiều tu tiên giả, dị năng giả và chiến binh sinh hóa. Bọn họ dự định một lần tiếu sát sạch sẽ thế lực của Hạ Thiên, đồng thời còn muốn thu hết linh mạch trong nước, dường như bọn họ muốn rèn đúc ra một loại binh khí tà môn nào đó. Tô Bối Bối kết nối dữ liệu trong điện thoại di động vào máy tính, sau đó phát lên hình chiếu, hiện tại, phụ thuộc Hạ Thiên gồm có tập đoàn Thần Y, Thiên Đạo Tổ, Thanh Phong Sơn, Tiểu Tiên Giới, Ái Tâm Chi Gia, Y Viện Liên Tỏa của Y Nhân Các, còn có những tổ chức có liên quan như Triệu Gia ở Đế Kinh, Thiên Minh, Vệ Thần Hội, Vô Tấn Chi Hạ. Thạch Thuần giơ tay hỏi, Vô Tấn Chi Hạ xuất hiện từ lúc nào thế? A Cửu ngược lại biết việc này, liền trả lời, là một người mê muội Hạ Thiên tên Lương Diệu Trúc thành lập ở Nam Cương, trước mắt cũng đã có chút thanh thế, trong hội có 3.000 người, hơn nữa còn là cổ sư rất có danh tiếng. Trước kia, nó là một liên minh của cổ sư và Vu Y Nam Cương. Y Tiểu Âm ở bên cạnh bổ sung, về A Su được Hồ Gia Gia sức bảo vệ, Lương Diệu Trúc dưới sự giúp đỡ của Vạn Quy Nhân hạ một cổ thuật cải tiến, trở thành cổ thần bà, tiếp quản tổ chức này, sau đó nàng ấy sửa lại tên, đồng thời xem Hạ Thiên là chân thần duy nhất của các cổ sư. A Cửu nói, Hạ Thiên xác thực đã cứu không ít người ở Nam Cương, hai phe cổ y này tất nhiên không phản đối. Ta hiểu rồi, Thạch Thuần không nói gì nữa. Nếu bọn họ đã muốn tiêu diệt từng bộ phận, chúng ta sẽ chơi bọn họ đến không có lối về. Khóe miệng Triệu Vũ Cơ khẽ nhếch, bên trong ánh mắt hiện lên sự khinh thường. Nàng quay sang nhìn Kiều Tiểu Kiều, Tiểu Kiều, người hãy chỉ huy trận đánh này nhé. Kiều Tiểu Kiều cười nói, ta vừa mới đến, không biết tình huống như thế nào, vẫn nên để cho ngươi thì hơn. Ta sẽ nghe theo sự chỉ huy của ngươi. Cao ốc Thần Y là đại bản doanh của chúng ta, sẽ giao cho ngươi trấn thủ. Triệu Vũ Cơ cũng không từ chối. Bây giờ không phải là lúc khách sáo, nàng trực tiếp ra lệnh, Bối Bối, ngươi không có ý kiến gì chứ. Việc tỏa trấn tại Giang Hải này, Tiểu Kiều tỷ tỷ tất nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Tô Bối Bối lắc đầu, biểu thị một chút cũng không thèm để ý. Dương San, ngươi quay về Thanh Phong Sơn canh chừng đi. Triệu Vũ Cơ nhìn về phía Dương San, bồi thêm một câu, nơi đó cũng khá quan trọng, cực kỳ có ý nghĩa với chồng. Thiên Cung, ngươi có muốn đến đó cùng canh giữ không? Cung chủ Thiên Cung thản nhiên mỉm cười, nghe nói phong cảnh nơi đó không tệ, vừa lúc ta cũng muốn đến đó. Cảm ơn, Dương San nói một câu cảm ơn, cái này có gì mà phải cảm ơn chứ? Biểu hiện của Cung chủ Thiên Cung vẫn rất nhẹ nhõm. Nàng thật ra rất thích cảm giác được cần đến này, bây giờ chúng ta đều là người một nhà mà. Kiều Tiểu Kiều nhìn không được vỗ tay, lời nói này nghe rất hay, rất trung ý của ta. Đúng, mấy lời khách sáo thì không cần nói nhiều. Tiếp theo, chúng ta phân công nhiệm vụ thôi. Triệu Vũ Cơ vẫn rất nghiêm túc, quay sang nói với Triệu Thanh Thanh, Thanh Thanh, ngươi về kinh thành bảo vệ Triệu gia. Có Thiên Đạo Tổ tương trợ, hẳn không có vấn đề gì chứ. Ngươi yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu. Triệu Thanh Thanh sảng khoái nhận nhiệm vụ, còn bổ sung một câu, ta đã liên lạc với bạn thân của ta là Hứa Kiều Na, tổ điều tra của nàng ấy sẽ phối hợp với chúng ta. Vậy thì tốt rồi, Triệu Vũ Cơ gật đầu, ta cũng biết Hứa Kiều Na, cũng đã chính thức chiêu an. Ngươi và nàng ấy hợp tác với nhau, tận lực để nàng ấy một ít chỗ tốt, xem như giảm bớt căng thẳng với một số thế lực chính thức cũ. Triệu Thanh Thanh gật đầu, ta hiểu rồi. Phía Nam cũng là trọng địa bố cục của chúng ta. Không chỉ Quế Thành mà còn có Thiên Nam và Miêu Cương, phạm vi rất rộng, có không ít thế lực vừa mới thu nhận, còn chưa vững vàng. Triệu Vũ Cơ suy nghĩ một chút rồi nói, vậy sẽ do Nhụy Nhụy và Thạch Thuần hai người trông coi đi. Thạch Thuần nhìn đôi chân dài của Ninh Nhụy Nhụy, lập tức vỗ tay, được, được. Được rồi, Ninh Nhụy Nhụy gật đầu. Vừa lúc ta có quan hệ với trưởng môn đương nhiệm của phái Tuyết Sơn, cũng có thể kết hợp với phái Tuyết Sơn luôn, ngoài ra còn có liên minh Cửu Sơn nữa. Vậy là được rồi, Triệu Vũ Cơ mỉm cười, ta chỉ sắp xếp khu vực cho mọi người, cụ thể làm sao mà chấp hành, tự các người nghĩ biện pháp. Ta cũng không có tài nguyên gì phân cho các người cả. Lúc này A Cửu chen miệng vào, nhân thủ thì dễ nói rồi. Ở tiểu tiên giới vẫn còn không ít người.
tu vi của bọn họ đại khái nằm ở trúc cơ kỳ đỉnh phong. Mặc dù không quá lợi hại nhưng cũng đủ dùng. Còn có huyền âm tộc nhân từ Sương Nguyệt đảo đến, cũng có thể phát huy tác dụng. Y Tiểu Âm bổ sung, Triệu Vũ Cơ gật đầu, nói tiếp Tiểu Lý, A Cửu, hai người canh chừng Phù Lương và Hoàng Sơn. Nơi đó là quê quán của hai người, còn có thể khuyết trương một chút, liên kết chung Nam Sơn, hẳn cũng không thiếu nhân thủ. A Cửu gật đầu, được. Nhiếp Tiểu Lý tất nhiên không có ý kiến, tu vi của nàng kém nhất, nhưng có A Cửu giúp đỡ, vậy thì không thành vấn đề. Y Nhân, người hãy đến thành phố Thiên Hải. Triệu Vũ Cơ nhìn Lam Y Nhân, chậm rãi nói, ở đó ngươi và chồng đã đi qua, chắc cũng quen thuộc rồi. Lam Y Nhân lĩnh mệnh, yên tâm đi, tuyệt đối không thành vấn đề. Cuối cùng chính là ở hải ngoại, làm phiền Y Tiểu Thư rồi. Triệu Vũ Cơ cuối cùng quay sang Y Tiểu Âm, trịnh trọng nói, ngươi thường xuyên ra nước ngoài, hẳn cũng hiểu rõ những thế lực phức tạp ở đó, có thể ra mặt chỉnh hợp một chút, tránh cho năm bè bảy mảng, nói không chừng còn có lợi mà không có hại. Y Tiểu Âm cũng không từ chối, nghiêm túc trả lời, được, ta sẽ liên lạc với Mai Ngạo Tuyết, còn có đám người Chiêm Mộ Tư của Trường Sinh Thánh Điện. Trước đây chúng ta đã từng có giao lưu với nhau, cũng xem như tạm thời chỉnh hợp lại, cũng không tốn quá nhiều thời gian. Cung chủ Thiên Cung lên tiếng, Thiên Cung của ta mặc dù hơi rời rạc, trước đây ta cũng lười quản, nhưng ta vẫn có một số người trung thành với mình. Phân bộ đảo quốc còn mấy người có thể tin tưởng, để ta giới thiệu với ngươi. Thế thì không còn gì tốt hơn rồi. À, vậy còn ta thì sao? Tô Bối Bối nghe cả hơn nửa ngày cũng không nghe được tên của mình, không khỏi có chút khó chịu, Giang Hải có Tiểu Kiều tỷ tỷ là được rồi, cũng không cần ta ở đây khoa tay múa chân. Triệu Vũ Cơ nói, người đi với ta đến Tiểu Tiên Giới. Ở đó quan trọng nhất, gặp phải nguy hiểm cũng nhiều nhất, vừa lúc rèn luyện cho ngươi luôn. Lại là Tiểu Tiên Giới, ngươi không phải cố ý muốn ngược ta chứ? Tô Bối Bối do dự một chút, sau đó gật đầu, hai, trước sau gì cũng chạy không thoát, được rồi. Sắp xếp xong rồi, mọi người theo nhiệm vụ của mình mà hành động. Nhớ kỹ, thường xuyên duy trì liên lạc với nhau. Triệu Vũ Cơ lên tiếng, nếu có dị dạng, tin rằng bé ngoan sẽ thông báo cho chúng ta. Điện thoại không có tín hiệu thì dùng bùa liên lạc. Được, cứ như vậy đi. Mọi người tất nhiên không có ý kiến, cũng không có tư thái tiểu thư nhăn nhó, ai nấy đều rời đi. Một ngày đó, toàn thế giới rơi vào sự yên tĩnh khó hiểu. Yên tĩnh đó rất tận lực. Giống như sự yên tĩnh trước một cơn bão táp, ai cũng dự cảm được dường như có đại sự phát sinh. Điều quỷ dị nhất chính là, cao tầng các quốc gia đều nhất trí giữ vững bình tĩnh, cũng không hề có bất kỳ dấu hiệu gì. Người bình thường hoàn toàn không biết chuyện gì sắp phát sinh. Có thể sẽ có một số người bị cuốn vào bên trong, nhưng đa số người đích thật cái gì cũng không biết mà cũng không cần biết. Chờ đến khi bọn họ kịp phản ứng, nói không chừng phong ba đã lắng lại. Lúc này, nhân vật mấu chốt vốn nên có mặt trong trận phong ba đó, tình huống lại hơi quỷ dị. Hạ Thiên đang nằm bên trên một con sông, nước chảy bèo trôi. Hắn không biết đây là con sông gì, cũng không hứng thú muốn biết nó thông đi đâu. Trong lòng Hạ Thiên có chút khó chịu, hắn bị một bóng người mặt trắng lừa đến chỗ này. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng không tính là lừa, chỉ là hắn nhất thời chơi vui, cho nên không có phòng bị, không để ý bị truyền tống đến đây. Lúc đó, hắn đang cùng với Tô Bối Bối đang xử lý âm huyết thần sứ quỷ kế đa đoan ở Xiêm La. Hạ Thiên vốn định trước cùng Tô Bối Bối nghỉ ngơi mấy ngày ở đây rồi mới cùng nàng về Giang Hải. Sau đó, một cái bóng quỷ dị đột nhiên xuất hiện trước mặt của hắn. Đó là một người không khác gì cái bóng bao nhiêu, màu đen xám, như xương, không có hình dạng cố định, gương mặt chỉ toàn là màu trắng. Ngươi là tên ngốc nào vậy? Hạ Thiên hỏi. Quỷ ảnh mặt trắng không nói gì, chỉ đưa tay về phía Hạ Thiên. Một bàn tay lơ lửng không cố định, loáng thoáng, lập lòe. Làm gì, muốn đánh nhau hay là muốn nắm tay? Hạ Thiên nhếch miệng, muốn đánh nhau thì cứ đánh, nắm tay thì thôi đi. Ngoại trừ mỹ nữ, ta hoàn toàn không nắm tay bất cứ kẻ nào. Quỷ ảnh mặt trắng rốt cuộc cũng lên tiếng, đi theo ta. Ngươi nói đi là ta phải đi à? Hạ Thiên khó chịu hỏi lại. Quỷ ảnh mặt trắng không nói gì, dính vào cánh tay Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không né tránh.
hắn đang muốn nhìn xem cái bóng đó có thể làm ra được chuyện gì. Kết quả, vừa bị dính vào, hắn lập tức phát hiện không thích hợp. Hắn vội lấy ra ngân châm đâm vào quỷ ảnh mặt trắng. Đáng tiếc đã muộn, một khe nứt đã hình thành, hắn nhanh chóng bị hút vào. Tuy nhiên, cũng bởi vì ngân châm của hắn mà bị cản trở một chút. Truyền tống được một nửa, toàn bộ khe nứt thời không phát sinh vặn vẹo, sau đó vỡ nát. Hạ Thiên rơi ra ngoài, cũng không biết rơi bao lâu, cuối cùng ngã xuống một con sông. Đây là một con sông lớn, nhìn vô biên vô hạn. Nước sông có vẻ mát nhưng nhìn lại đục ngầu. Dưới đáy hình như có thứ gì đó giống hồn phách, thỉnh thoảng còn xuyên qua, có một số con gan lớn muốn quấn vào người Hạ Thiên. Hạ Thiên phát hiện bởi vì khe nứt vỡ nát, tu vi của hắn giống như bị thứ gì đó khóa lại, băng hỏa linh khí nhất thời không sử dụng được. Sự khóa lại này hoàn toàn khác với việc Dạ Ngọc Mị ép khô hắn. Dạ Ngọc Mị hấp thu đa số linh khí của hắn, khiến tu vi của hắn giảm bớt rất nhiều. Nếu không kịp thời bổ sung lại, tu vi của hắn sẽ không trở về lại được như cũ. Bây giờ, kinh mạch và khổng khiếu bị khóa. Cho nên, hiện tại cục diện của hắn rất kỳ quái, rõ ràng đan điền khí hải có thể sinh ra băng hỏa linh khí nhưng lại không cách nào dùng được. Cái này giống như nhà máy sản xuất chỉ sản xuất sản phẩm, nhưng phân phối, bán hàng thì không có. Đương nhiên, đây chỉ là vấn đề tạm thời. Hạ Thiên đang dùng băng hỏa linh khí từng chút một xung kích kinh mạch khổng khiếu, thật ra chẳng khác nào một lần nữa mở một thông đạo. Trong quá trình này, hắn chỉ có thể tạm thời duy trì tư thế nằm ngang trên mặt sông, không để ý đến việc hắn sẽ trôi đi đâu. Trôi thêm một hồi, Hạ Thiên phát hiện một tình huống kỳ lạ. Tốc độ thời gian trôi qua có chút không ổn. Về phần khác như thế nào, chỉ khi nào hắn khai thông kinh mạch, khổng khiếu một lần nữa rồi mới nói được. Không biết trôi bao lâu, hình như là mấy ngày mấy đêm, rồi lại hình như chỉ mới mấy giờ. Khi Hạ Thiên ngủ một giấc, kinh mạch cũng đã khai thông được một nửa, chỉ là hắn vẫn không nhìn thấy bờ sông, mà hắn cũng lười quan tâm. Lúc này, một chiếc thuyền con đột nhiên xuất hiện. Trên thuyền có ba người, một nam nhân lớn tuổi đang chèo thuyền chở theo hai nữ nhân trẻ tuổi. Nữ nhân áo xanh trong đó nhìn về phía trước, bỗng dưng phát hiện Hạ Thiên trong sông. Vội kêu lên với nữ nhân áo trắng, tỷ tỷ, đằng trước hình như có thứ gì đó đang trôi. Nữ nhân áo trắng nghe xong, không khỏi nhìn sang, đúng là có thứ gì đó đang trôi cách đó không xa. Hai vị tiểu thư, hình như là người. Nam nhân lớn tuổi cầm lái mắt tinh, khả năng cũng có thể là nhờ kinh nghiệm phong phú, lập tức nhận ra. Nữ nhân áo xanh vội nói, vậy còn không mau đến đó cứu người lên. Đừng nóng vội. Nữ nhân áo trắng ngược lại thận trọng, có chút do dự nói, đây chính là oán sông, trong nước có rất nhiều thủy quái, ai biết được đó có phải mồi nhử hay không. Nói cũng phải, nữ nhân áo xanh lập tức bị thuyết phục, vậy thì mặc kệ hắn, chúng ta còn nhiệm vụ phải làm. Làm không được, lão thái bà kia sẽ phát cáu. Nữ nhân áo trắng cười khổ, cảm thấy bất đắc dĩ với tính cách nóng vội của em gái, nếu chẳng may rơi xuống nước thật sự là tộc nhân thì sao? Chúng ta cũng nên qua đó xác nhận lại. Cũng đúng. Nữ nhân áo xanh lại thay đổi chủ ý, cười nói, chúng ta vớt hắn lên, tận mắt nhìn xem rốt cuộc đó là thứ gì. Hai, muội, nữ nhân áo trắng đang định lên tiếng. Nữ nhân áo xanh đã phóng một đoạn dây thừng từ trong tay áo ra, nhanh chóng bay mấy trăm mét cuốn Hạ Thiên dưới sông lên, kéo một cái kéo cả người hắn lên đầu thuyền. Lão nhân cầm lái cúi đầu nhìn thoáng qua, dò xét hơi thở. Sau đó nói với hai nữ nhân, hồi hai vị tiểu thư, đúng là người, nhưng người đã không còn khí tức, hơn phân nửa là đã chết. Chết rồi. Nữ nhân áo xanh lấy làm kinh hãi, đưa tay lên mũi kiểm tra hơi thở của Hạ Thiên, sau đó sờ tim, thậm chí còn áp sát lỗ tai của mình vào lồng ngực của hắn. Hạ Thiên nhịn không được liền nói, mặc dù ta có vẻ ngoài đẹp trai, nhưng ngươi không phải phẩm vị của ta. Cho nên ngươi đừng thừa cơ chiếm tiện nghi của ta. Á, nữ nhân áo xanh giật mình kêu lên, vội vàng rút lui mấy bước rút vào trong khoang thuyền. Nữ nhân áo trắng cũng run lên, tay áo xuất hiện một lưỡi kiếm chỉ vào cổ họng Hạ Thiên, ngươi là ai? Ta phiền nhất là người khác cầm đao kiếm chỉ vào ta. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nhìn nữ nhân áo trắng, nếu không phải dung mạo của ngươi khá xinh đẹp, bây giờ ngươi đã bị ta đánh một trận rồi.
Nữ nhân áo xanh nghe Hạ Thiên nói, không khỏi cười nhạo, này, Thủy Hầu Tử, người có biết tỷ tỷ của ta là ai không mà dám ăn nói khoác lác như thế? Người gọi ai là Thủy Hầu Tử? Hạ Thiên nhìn nữ nhân áo xanh, người mới là Thủy Hầu Tử đấy, cả nhà của ngươi đều là Thủy Hầu Tử. Nữ nhân áo xanh bĩu môi, ngươi là do chúng ta vớt từ dưới nước lên, dáng dấp cũng giống như con khỉ, không gọi ngươi là Thủy Hầu Tử thì gọi là gì? Hạ Thiên khó chịu nói, ngươi muốn ăn đòn đúng không? Ta sợ ngươi quá, nữ nhân áo trắng trừng mắt với Hạ Thiên nhưng ngoài miệng vẫn e sợ ba phần, ngươi không nói ngươi là ai, ta chỉ có thể giúp ngươi nghĩ ra một cái tên mà thôi. Hạ Thiên cũng lười so đo với nữ nhân, nói thẳng, ta tên Hạ Thiên. Hạ trong xuân hạ thu đông, thiên trong đệ nhất thiên hạ. Nữ nhân áo trắng vô thức đọc lại lần nữa, Hạ Thiên. Cái tên này nghe tục quá, nữ nhân áo xanh thoáng có chút ghét bỏ, còn không bằng gọi là Xuân Thiên. Khi đó vạn vật khôi phục, cỏ hoa mọc đầy, xinh đẹp biết bao nhiêu, sinh cơ bừng bừng. Ta tên Hạ Thiên, Hạ Thiên nhếch miệng, hỏi ngược lại, các ngươi là ai? Nữ nhân áo xanh không khỏi kinh ngạc. Ngươi không biết chúng ta sao? Chẳng lẽ các ngươi là minh tinh nào à? Hạ Thiên nghi hoặc hỏi, ta có quen biết không? Tỷ tỷ của ta là, nữ nhân áo xanh vừa đang định nói cái gì đó, nhưng lại bị nữ nhân áo trắng đưa tay cản lại. Nữ nhân áo trắng đầu tiên thu hồi kiếm của mình lại, bình tĩnh nói với Hạ Thiên, ta tên Bạch Thi Tình, em gái của ta là Bạch Bích Tiêu. Giới thiệu xong, nàng giống tùy ý hỏi. Không biết Hạ công tử làm sao mà rơi vào trong chọc thủy đó, lại còn trôi đến nơi này. Chọc thủy, Hạ Thiên chỉ vào con sông lớn, là tên con sông này sao? Ngươi ngay cả chọc thủy cũng không biết. Gương mặt Bạch Bích Tiêu hiện lên sự khiếp sợ, ngươi xuất hiện ở chỗ nào thế? Ngươi không phải từ trong khe đá chui ra, hoặc ngươi là yêu nhân bên núi kia. Biểu hiện ngây thơ của Hạ Thiên khiến cho Bạch Bích Tiêu phải nghi ngờ. Chọc thủy là một trong những con sông mẹ của thế giới nơi này, gần như xuyên qua mấy giới vực, nuôi sống vô số người hai bên bờ, không có khả năng có người không biết đến sự tồn tại của nó. Cái gì yêu nhân, nhân yêu? Hạ Thiên hoàn toàn không hiểu được nữ nhân kia đang nói cái gì, chỉ phàn nàn, ta bị một quỷ ảnh tử mặt trắng truyền tống đến nơi này. Lại nói, đây rốt cuộc là cái nơi rách nát nào thế? Quỷ ảnh mặt trắng, là cái thứ đồ chơi gì vậy? Bạch Bích Tiêu sửng sốt, không biết Hạ Thiên đang nói cái gì, đang định mỉa mai hắn hai câu, trong đầu bỗng dưng hiện lên một ý niệm, ngươi đừng nói là Bạch Vô. Bạch Thi Tình kịp phản ứng, tinh thần run lên, ngươi không phải là người mặt đất chứ. Người mặt đất, Hạ Thiên chưa từng nghe qua danh từ này, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, nơi này chính là thế giới địa tâm. Bạch Bích Tiêu nghe cái tên thế giới địa tâm, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Vọt đến trước mặt Hạ Thiên, người thật sự là người mặt đất. Đúng là ly kỳ, ta chưa từng thấy qua người mặt đất, chỉ nghe người khác nói, cũng chỉ nhìn thấy hình ảnh mà thôi. Quan sát Hạ Thiên tỉ mỉ mấy lần, nàng có chút thất vọng nói, nhưng người mặt đất dường như không có gì đặc biệt, nhìn cũng giống chúng ta mà thôi. Nếu ngươi là người mặt đất, vậy nơi này của chúng ta chính là thế giới địa tâm. Bạch Thi Tình rất nhanh xác định Hạ Thiên không có nói sai. Một là biểu hiện của Hạ Thiên không có gì giống giả mạo cả. Hai là Hạ Thiên hoàn toàn không cần thiết phải nói dối. Nàng lập tức giải thích, bình thường chúng ta gọi nơi này là Sơn Hải Giới, trước đây chúng ta gọi nó là Thần Giới. Tuy nhiên, linh khí địa tâm đang suy yếu, nhân vật thần thoại trong truyền thuyết cũng đã chết hết. Cho nên chúng ta đã đổi nơi này thành Sơn Hải Giới. Thế cái bóng trắng truyền tống ta đến đây làm gì? Hạ Thiên có chút không thể hiểu nổi. Nhưng rồi hắn cũng không lấy làm quan trọng, các ngươi có lối ra không? Ta cũng không hứng thú lãng phí thời gian ở đây. Lối ra, Bạch Thi Tình sửng sốt, nhưng rất nhanh phản ứng kịp có, nhưng rất xa và nguy hiểm. Hạ Thiên nhếch miệng, xa cũng không sao, ta có thể bay đến đó. Bay, Bạch Bích Tiêu có chút nhịn không được, bật cười thành tiếng. Ngươi cười cái gì? Hạ Thiên khó chịu trừng mắt nhìn nàng. Bạch Thi Tình giải thích, ở Sơn Hải Giới, ngoại trừ tuần giới thần vệ và người của hội trưởng lão, người còn lại đều không cách nào phi hành. Hạ Thiên tất nhiên không tin, đang định đề khí bay lên, bỗng nhiên hắn phát hiện hắn không cách nào điều động băng hỏa linh khí, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, chuyện gì xảy ra vậy? Ngươi không biết cũng bình thường thôi,
Bạch Bích Tiêu cười to, chính là để phòng ngừa có người động một chút bay tới bay lui hoặc lạm dụng linh lực, từ đó dẫn phát đại chiến. Cho nên, 2 vạn năm trước, hội trưởng lão đã lợi dụng thần hạch để hạn chế. Trừ phi là người nắm giữ mảnh vỡ thần hạch hoặc trong tình huống hội trưởng lão cho phép, tất cả người trong Sơn Hải giới đều không thể sử dụng linh lực. Hạ Thiên xưa nay không tiếp nhận người khác hạn chế. Loại người hay phá vỡ quy tắc như hắn cũng lười tuân thủ, hội trưởng lão tính là thứ gì? Bọn họ không cho dùng thì không được dùng à? Ta cứ dùng đấy, bọn họ làm gì ta? Thôi đi, ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Bạch Bích Tiêu bỗng nhiên tiến đến trước mặt Hạ Thiên, bắt lấy tay của hắn, sau đó vuốt tay áo lên. Hạ Thiên hờ hững nhìn nàng, làm gì? Ngươi muốn chiếm tiện nghi của ta à? Thôi đi, có quỷ mới thèm chiếm tiện nghi của ngươi. Bạch Bích Tiêu nhìn Hạ Thiên, ngươi tự nhìn đi. Cái gì vậy? Hạ Thiên phủi một chút, phát hiện cánh tay lộ ra ngoài xuất hiện một hoa văn màu vàng. Bạch Bích Tiêu bỗng nhiên đắc ý, đây chính là tĩnh linh văn. Phàm là sinh vật tiến vào Sơn Hải giới đều sẽ có, là do địa tâm thần hạch ban tặng. Không chỉ trên tay ngươi, toàn thân ngươi đều có. Hạ Thiên không tin, lập tức cởi áo, quả nhiên nhìn thấy hoa văn màu vàng trải rộng người hắn. Chỉ có đan điền khí hải là hơi mơ hồ một chút. Cái tên ngớ ngẩn nào vẽ lên người ta thế? Xấu chết đi được, không phải khắp người đều có chứ? Nói xong, hắn dường như muốn cởi luôn quần xem bên dưới có hay không. Này, ngươi làm gì thế? Bạch Bích Tiêu giật mình kêu lên, vội vàng che mắt, tiến vào trong khoang thuyền, đăng đồ tử ngươi đúng là lỗ mãng. Hạ Thiên cũng không cởi quần, chỉ kéo ra nhìn một lát. Cũng may không có. Khả năng thứ này có liên quan đến việc kinh mạch và khổng khiếu bị khóa lại. Xem ra ngươi đã thật sự gặp được Bạch Vô Thường. Bạch Thi Tình ngược lại khá bình tĩnh, chỉ là trên gương mặt xinh đẹp vẫn đỏ ửng như cũ. Theo lý, bây giờ ngươi cũng nên bị áp giải đến địa phủ mới đúng, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Hạ Thiên hỏi, địa phủ gì chứ? Sơn Hải giới tổng cộng chia thành 9 tầng, trong đó tầng thứ nhất là nơi cất giữ thần hạch. Ở đó có nham tương bảo vệ. Ngoại trừ người của hội trưởng lão, không ai đến đó được. Bạch Thi Tình im lặng một lát rồi nói tiếp, trong đó, tầng thứ 8 chính là địa phủ, cũng có thể gọi là U Minh giới, nhưng lại rất gần thần hạch, bên trong có trường sinh thụ dùng để cất giữ mệnh hồn thần tộc chúng ta, dựa theo quy tắc chuyển sinh vạn năm qua mà tiến hành quản lý. Bạch Bích Tiêu đột nhiên nhớ đến một vấn đề, tuy nhiên, hắn không phải là người mặt đất sao? Tại sao hắn lại gặp được Bạch Vô Thường đại nhân? Vậy thì ta cũng không biết nữa. Thật ra Bạch Thi Tình đang nghĩ đến một khả năng, nhưng lại cảm thấy khả năng này không lớn, cho nên tạm thời nàng không nói ra. Nguyên nhân cấp độ càng sâu, nàng lại càng cảm thấy Hạ Thiên không đơn giản. Vì lý do cẩn thận, nàng cũng không muốn có quá nhiều liên lụy. Hạ Thiên đương nhiên nhìn ra được nữ nhân áo trắng đang cố kỵ điều gì đó, chỉ là hắn không có hứng thú nghiên cứu thảo luận nội tâm của nàng. Nếu như nàng không ngại, hắn ngược lại có thể thảo luận một chút về cơ thể của nàng. Ta có thể dẫn ngươi đến chỗ lối ra. Bạch Thi Tình nói, về phần tĩnh linh văn trên người ngươi, xin lỗi, ta không giúp được gì. Hạ Thiên thờ ơ đáp, chuyện hoa văn xấu xí này, ta có thể giải quyết. Bạch Bích Tiêu lắc đầu, thoáng có chút cảm thán, ngươi đừng nghĩ rằng có thể phá được tĩnh linh văn. Điều đó không có khả năng, trừ phi ngươi có thể hô ứng với thần hạch, để thần hạch giải khai cho ngươi. Chỉ một hoa văn xấu xí, ta muốn phá thì có thể phá bất cứ lúc nào. Hạ Thiên khinh thường nói. Mặc dù tĩnh linh văn xác thực rất quỷ dị và phức tạp nhưng cũng không phải không có cách phá giải, chỉ là tốn không ít thời gian và tinh lực mà thôi. Hạ Thiên cưỡng ép đột phá rất có thể sẽ bị phản phệ. Bây giờ hắn cũng không vội làm cái gì, cũng không cần thiết phải làm. Linh bá, chúng ta đến thụ giới sơn khẩu. Bạch Thi Tình dặn dò lão nhân cầm lái. Thụ giới sơn, Hạ Thiên cảm thấy địa danh này có chút quen tai. Tiếp theo, hắn nhớ đến hắn đã nghe nữ nhân tóc xanh ở cao ốc thần y nói qua. Bạch Thi Tình cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của Hạ Thiên, thế nào, ngươi biết à? Các ngươi là tộc nào thế? Hạ Thiên quay sang nhìn Bạch Thi Tình và Bạch Bích Tiêu, không phải là kiếm chi thần tộc chứ? Nghe được là kiếm chi, chị em Bạch Thị đều sửng sốt. Đúng vào lúc này. Nước sông gần đó bỗng nhiên vỡ ra, mấy bóng người từ trong nước bắn lên, trong tay cầm khóa sắt,
bao quanh con thuyền nhỏ lại, ác loại mặt đất tự tiên xông vào sơn hải giới, giết. Bạch Thi Tình nhìn thấy những người này, không khỏi biến sắc. Đây là thần vệ tuần giới. Bạch Bích Tiêu quá sợ hãi, nói với Hạ Thiên, người không phải nói người bị Bạch Vô Thường đại nhân mang đến sao? Tại sao lại kinh động đến thần vệ đại nhân? Cái gì là thần vệ quỷ vệ? Hạ Thiên nhếch miệng, khó chịu nhìn mấy người kia, các ngươi từ đâu xuất hiện thế? Lớn mật, một vệ binh mặc chiến giáp đen nhánh, tay cầm trường thương chỉ thẳng vào cổ họng Hạ Thiên, ta là tổ trưởng tổ chín tuần giới thần vệ Sa Tu Trúc. Thụ giới này là do chúng ta phụ trách kiểm tra. Phàm nhân mặt đất ngươi còn chưa được thông truyền, cũng không có lời mời của hội trưởng lão, đã dám lẻn xông vào sơn hải giới, phạm vào đệ nhất trọng tội, chúng ta có quyền xử tử ngươi ngay tại chỗ. Ngươi đừng dùng vũ khí chỉ vào người của ta, nếu không, ngươi sẽ chết rất thảm. Hạ Thiên hờ hững liếc nhìn người kia, tiến hành cảnh cáo. Bạch Bích Tiêu bị dọa đến mặt không còn chút máu, đưa tay kéo ống tay áo của Hạ Thiên, nói khẽ, đừng nói nữa, bọn họ là thần vệ, ngươi mau quỳ xuống thỉnh tội đi. Như vậy ngươi mới có thể còn sống, chỉ dựa vào đám ngớ ngẩn đó mà cũng dám ra lệnh cho ta. Hạ Thiên khinh thường nói, ta khuyên các ngươi nên trân quý sinh mệnh của mình. Muốn tìm phiền phức thì nên tìm cái tên mặt trắng ngu ngốc kia, chính hắn ta truyền tống ta đến đây đấy. Sa Tu Trúc hừ lạnh một tiếng, trường thương trong tay nổi lên ánh sáng màu đen. Hắn ta nổi giận quát, chính Bạch Vô Thường đại nhân thông báo cho chúng ta, ta mới tìm được ngươi ở đây. Bạch đại nhân nói, ngươi là mối nguy hại rất lớn cho sơn hải giới, nhất định phải xử lý ngươi ngay tại chỗ. Ngươi nên ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, hay là muốn dựa vào nơi hiểm yếu mà chống lại. Hạ Thiên có chút khó chịu nói, vì sao cái tên gia hỏa mặt trắng đó lại không đến. Bạch Thi Tình vội giải thích cho Hạ Thiên, sơn hải giới có quy định, trừ phi có người vãng sinh. Bằng không, Hắc Bạch Vô Thường sẽ không được xuất hiện trong kỳ bát trọng giới. Lấy cớ nhiều quá, Hạ Thiên càng thêm khinh thường, lười biếng nói, ta thấy hắn ta chính là sợ bị ta xử lý, cho nên hắn ta mới trốn tránh ở một nơi nào đó không dám xuất hiện. Bạch Bích Tiêu nhìn không được liếc mắt nói, Bạch Vô Thường đại nhân là cao thủ ngoài hội trưởng lão và ngũ đế, làm sao có thể sợ một người mặt đất như ngươi chứ? Mấy vị thần vệ đại nhân, có phải đã có hiểu lầm gì ở đây hay không? Lúc này, Bạch Thi Tình nhìn không được thay Hạ Thiên biện minh hai câu, vừa rồi, người này trôi trên mặt nước. Nếu không nhờ chúng ta vớt hắn lên, nói không chừng lúc này hắn đã chết rồi, hình như không phải xông vào. Mặc dù nàng không tận mắt nhìn thấy Hạ Thiên làm thế nào để tiến vào, nhưng nàng phát hiện trên người Hạ Thiên ngoại trừ Tĩnh Linh Văn ra thì không còn bất kỳ thương thế nào khác, hiển nhiên không phù hợp với tính chất xông vào. Ba người các ngươi lại giúp người ngoài giải vây, có mùi gian tế ở đây đấy. Chỉ tiếc, Sa Tu Trúc cũng lười nghe giải thích, trực tiếp cho rằng hai chị em Bạch Thi Tình, bao gồm luôn cả lão nhân cầm lái là gian tế, bắt hết lại cho ta, mang về U Minh giao cho Bạch Vô Thường đại nhân thẩm vấn. Ngươi, Bạch Thi Tình tức đến mức nghẹn họng. Lửa giận Bạch Thi Tình lại vượt lên sự sợ hãi, mắng to các ngươi có nhầm lẫn hay không? Chúng ta là tộc nhân phi diệp tộc, chúng ta chỉ tiện tay cứu người mà thôi, tại sao lại biến thành gian tế? Ngươi còn muốn mạnh miệng, bắt nàng ta lại cho ta. Sa Tu Trúc hừ lạnh một tiếng, ra lệnh cho mấy người cầm dây xích bên cạnh. Những người kia lập tức phi thân ra khỏi mặt nước, rơi xuống bong thuyền, sợi xích trong tay quấn về phía ba người Bạch Thi Tình. Hạ Thiên tiện tay chộp lấy mấy sợi, chút chiêu trò này đừng lấy ra để mất mặt. Ngươi, còn ngươi, mau làm thịt tên tiểu tử này cho ta. Sa Tu Trúc tùy ý sai khiến ba người đối phó Hạ Thiên, rồi nói với những người còn lại, các ngươi mau bắt ba người kia lại cho ta. Sa đại nhân khoan đã. Lúc này, lão nhân cầm lái vội vàng tiến lên, hành lễ với Sa Tu Trúc, tự giới thiệu, lão hủ là gia nô tộc trưởng phi diệp tộc Bạch Dương Huyền. Lần này ta bồi hai vị tiểu thư đến vớt cá mập phải bạc, trên đường ngẫu nhiên cứu được vị tiểu ca này, cũng không có, a. À. Lão già, người ồn ào quá. Sa Tu Trúc không kiên nhẫn được nữa, lắc trường thương một cái xuyên qua tim lão nhân lái thuyền, sau đó thu hồi thương lại, động tác nhẹ nhõm giống như vừa giết một con kiến. Cho dù Bạch Dương Huyền đích thân đến thì như thế nào? Sa Tu Trúc nhúng mũi thương vào nước. Ánh mắt lạnh như băng bĩu môi một cái, chậm trễ tuần thần vệ làm việc, chết cũng chẳng có gì đáng tiếc.
Ngươi nói cái gì? Bạch Thị Tình nhìn thấy, lại nghe được người kia nói như vậy, không khỏi sợ hãi. Linh bá, ngươi không thể chết. Bạch Bích Tiêu xông lên trước đỡ lấy lão nhân cầm lái, ngươi không thể chết, tuyệt đối không thể chết. Nhị tiểu thư, xin lỗi, lão nô đi trước. Lão nhân cầm lái hiển nhiên hết cách xoay chuyển, dáng chống đỡ một hơi cuối cùng, thấp giọng khuyên, mau, mau dùng phi diệp phù thông báo cho tộc trưởng. Nếu không, các ngươi sẽ gặp nguy hiểm đấy. Người này hắn. Linh bá, Bạch Thị Tình thấy lão nhân cầm lái tắt thở, tức đến mức mắt phun lửa, quay đầu nhìn sang Sa Tu Trúc, cho dù ngươi là tuần giới thần vệ, cũng không thể tùy tiện giết người. Sa Tu Trúc chỉ vào Bạch Thị Tình mà nói, ngươi cũng muốn đối kháng thần vệ. Chỉ dựa vào điểm này, bổn vệ có thể san bằng phi diệp tộc các ngươi, lấy mạng các ngươi trả lại cho thần hạch. Ngươi, Bạch Thị Tình đột nhiên mất đi dũng khí. Ta muốn giết ngươi, lúc này, Bạch Bích Tiêu khống chế không nổi, tay áo xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm, trực tiếp xông về phía Sa Tu Trúc. Tay mắt Bạch Thị Tình lanh lẹ, vội ôm lấy em gái, Bích Tiêu, đừng xúc động. Hắn ta đã giết Linh Bá, Bạch Bích Tiêu cắn răng nghiến lợi giống lên. Tỷ tỷ đừng cản ta nhất định phải làm thịt hắn ta, báo thù cho Linh Bá. Bạch Thị Tình ôm chặt lấy em gái, thấp giọng quát, muội đừng làm loạn nữa, tuyệt đối đừng làm loạn. Nếu không, muội sẽ gây tai họa cho toàn tộc. Không muốn chết thì biến sang một bên. Sa Tu Trúc đạp một cái, phi thân rơi xuống thuyền, lặng lẽ quét mắt nhìn chị em Bạch Thị Tình, chậm rãi bước đến đuôi thuyền. Bên đó, Hạ Thiên đã giải quyết xong ba thần vệ cầm xích. Mặc dù hắn không sử dụng được băng hỏa linh khí, nhưng chỉ dựa vào công phu tay chân, hắn cũng đủ để đối phó đám tiểu lâu la kia. Tiểu tử, công phu của ngươi không tệ, đáng tiếc điều này cũng không cứu được ngươi. Sa Tu Trúc tiện tay đạp bay thi thể ba thuộc hạ, ánh mắt tràn ngập sát khí âm lãnh, ở Sơn Hải giới, thần uy mới là sức mạnh bổn nguyên hết thảy. Công phu của ngươi có lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một con khỉ nhảy lên nhảy xuống mà thôi. Thằng ngu ngươi nói xong chưa? Hạ Thiên nhếch miệng, nói xong rồi thì có thể đi chết đi. Sa Tu Trúc khinh thường hừ một tiếng, múa trường thương trong tay, phóng ra một tia sáng đâm vào cổ họng Hạ Thiên, ác loại mặt đất, hãy xem thần tốc chi thương của ta đây, đi chết đi. Cạch! Một tiếng vang nhỏ, mũi thương bị hai ngón tay hời hợt nắm lại. Cái này, không thể nào. Sa Tu Trúc mở to mắt nhìn, gương mặt lộ vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi. Hạ Thiên nhếch miệng, khinh thường nói, với chút tốc độ đó của ngươi mà cũng xứng gọi là thần tốc chi thương. Gọi tốc độ như rùa chi thương thì còn tạm được. Hừ, ngu xuẩn. Sa Tu Trúc rất nhanh thu liếm sự ngạc nhiên trên gương mặt, miếng nhếch lên, thần tốc chi thương cũng không phải ngươi muốn nắm là có thể nắm. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy mũi thương bỗng nhiên lay động với tần suất cực nhanh. Hơn ngàn lần trong một giây, khiến cả người Hạ Thiên cũng run theo. Phá! Mắt Sa Tu Trúc sáng lên, nhìn thấy sơ hở. Hắn ta quát khẽ một tiếng, mũi thương thoát khỏi ngón tay của Hạ Thiên, xuyên qua trái tim của hắn. Hừ, ác loại mặt đất, cực kỳ dơ bẩn, nên giết. Gương mặt Sa Tu Trúc lộ vẻ khinh thường, chậm rãi thu hồi trường thương, miệng không ngừng kêu la, thế giới mặt đất vốn cũng là di địa của thần tộc chúng ta, nhưng lại bị đám sâu kiến các ngươi chiếm cứ. Quả nhiên là phung phí của trời. Sớm muộn gì cũng có một ngày, thần vệ chúng ta sẽ trùng kích lên mặt đất, lấy lại tất cả lãnh địa thuộc về mình. Ngươi nói nhảm xong chưa? Trong lúc Sa Tu Trúc đang đắc ý, một âm thanh lười biếng vang lên bên tai hắn. Sa Tu Trúc sợ hãi cả kinh, vừa mới quay đầu, đối diện hắn ta là một nắm đấm to bằng cái bát. Bành! Nắm đấm bình thường không có gì lạ, tốc độ cũng bình thường luôn, lực đạo cũng vậy, nhưng lại đánh trúng mặt Sa Tu Trúc. Phát ra một tiếng vang rền không có gì lạ. Gương mặt Sa Tu Trúc nổ tung. Tiếp theo, cả người bay ra ngoài mấy chục mét, ngã vào nước sông. Đám tuần vệ nhìn thấy, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lấy lại tinh thần, cùng nhau xông về phía Hạ Thiên. Các ngươi cũng biến xuống dưới cho ta đi. Mắt Hạ Thiên không thèm nháy, đá một cước như đá bóng, đạp bay toàn bộ xuống sông. Bạch Thị Tình nhìn thấy hình ảnh đó, ngạc nhiên không thôi. Ngươi đúng là lợi hại. Bạch Bích Tiêu không khỏi kinh ngạc. Hạ Thiên tùy ý nói, chỉ mấy tên phế vật, tiện tay là có thể xử lý, có cái gì lợi hại chứ?
Linh khí của ngươi không phải bị phong sao? Tại sao lại có thể? Bạch Thi Tình lấy lại tinh thần, ngạc nhiên hỏi. Linh khí không phải không thể dùng mà là dùng có chút tốn sức. Hạ Thiên lạnh nhạt nói, hơn nữa, cho dù không cần linh khí, ta cũng là đệ nhất thiên hạ, chứ đừng nói chi dưới đất. Vậy ngươi quá mạnh rồi. Bạch Bích Tiêu trở nên mê muội, vẻ mặt sùng bái. Bạch Thi Tình cảm thấy không ổn, lập tức nói, nơi này không thể ở lâu. Giết tuần giới thần vệ, đây chính là đại họa, nhất định phải nhanh chóng quay về thông báo cho phụ thân. Nhưng Linh Bá đã chết, ta không biết chèo thuyền. Bạch Bích Tiêu nói. Hạ Thiên nhìn thi thể lão nhân cầm lái, thản nhiên nói, người còn chưa ngỏm củ tỏi mà. Chút thương thế đó, ta tiện tay là có thể cứu sống. Ngươi nói cái gì? Bạch Thi Tình cho rằng mình nghe lầm, ngươi lặp lại lần nữa đi. Bạch Bích Tiêu cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, Linh Bá đã chết, ngươi thật có thể cứu sống Linh Bá sao? Khởi tử hồi sinh cũng là bí thuật vô thượng của Sơn Hải giới chúng ta. Ánh mắt Bạch Thi Tình lấp lóe, bỗng nhiên hiểu ra chuyện gì, khó trách Bạch Vô Thường đại nhân lại muốn bắt ngươi. Đám thần tộc các ngươi không phải có danh xưng có thể phục sinh vô số lần sao? Hạ Thiên nhớ đến lời Âm Huyết thần sứ và đám thần tộc khác đã khoác lác qua, thuận miệng chào phúng, có mấy tên ngu ngốc thổi ra châu trước mặt ta cái gì là vĩnh viễn bất tử. Bạch Thi Tình tất nhiên nghe được, không khỏi cười khổ, phục sinh cũng được, không chết cũng được, chẳng qua chỉ dối gạt người mà thôi. Hạ Thiên hỏi, người nói vậy là có ý gì? Tất cả đều là giả sao? Cũng không tính là giả nhưng cũng không phải hoàn toàn là thật. Bạch Thi Tình lắc đầu. Ví dụ như Linh Bá, ông ấy cứ thế mà chết. Hồn phách sẽ nhập vào bên trong thần hạch, tương dung với mệnh hồn. Khoảng 12 năm sau là có thể thức tỉnh. Đến lúc đó thần hạch sẽ tái tạo nhục thân cho ông ấy, nhưng người sống lại vẫn là Linh Bá sao? Hạ Thiên từ trước đến nay không thích suy nghĩ mấy vấn đề mơ hồ này. Hắn nói, đương nhiên không phải rồi. Chúng ta cũng không dám nói chắc chắn như thế. Bạch Thi Tình cười khổ, hội trưởng lão và ngũ tộc có bí thuật có thể giúp cho thần tộc sau khi phục sinh vẫn giữ lại được toàn bộ ký ức ban đầu. Nhưng chúng ta chưa từng nhìn thấy bí thuật đó. Bạch Bích Tiêu hơi gấp lên, nói với chị mình và Hạ Thiên, hai người đừng thảo luận mấy chuyện huyền ảo ở đây nữa, trước mau cứu Linh Bá đi. Nếu chậm trễ nữa, ông ấy sẽ chết thật đấy. Cứu sống ông ta chẳng phải là chuyện tiện tay sao? Hạ Thiên nhếch miệng, thái độ hờ hững. Sau đó hắn lấy ra ngân châm đâm thẳng vào mi tâm của Linh Bá. Khoan đã, Bạch Thi Tình do dự nửa giây, sau đó gọi Hạ Thiên. Bạch Bích Tiêu khó hiểu hỏi, tỷ tỷ, sao vậy? Tĩnh linh văn trên người ngươi còn chưa được giải, vừa rồi ngươi lại cưỡng ép dùng linh khí. Lúc này ngươi nhất định bị linh văn trói chặt hơn. Bạch Thi Tình lập tức lấy một bình thuốc đưa cho Hạ Thiên, đây là phá trướng đan, có thể tạm thời thoát khỏi khống chế của tĩnh linh văn. Khôi phục được một phần linh khí. Đồng thời còn giúp cho kinh mạch, khổng khiếu trên người ngươi thông thuận một chút, ngươi thử xem có tác dụng hay không. Hạ Thiên cũng không khách sáo, mở nắp bình ra, uống thuốc trong bình giống như uống rượu, một hơi rót hết vào miệng. Ngươi, tại sao ngươi lại uống hết như vậy? Sắc mặt Bạch Thi Tình cứng đờ, kinh ngạc nói, đây là hung dược, uống nhiều sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi mau phun phần dư ra đi. Với chút thuốc đó còn chưa đủ cho ta uống. Hạ Thiên nhếch miệng, không hề lo lắng, được rồi, có chút tác dụng. Thuốc vào trong bụng, nó lập tức biến thành một dòng nước ấm, trong nháy mắt tản khắp tứ chi bách huyệt. Hoa văn màu vàng trên người Hạ Thiên quả nhiên nhạt hơn rất nhiều. Băng hỏa linh khí cũng dễ dàng điều khiển, ngân châm giữa ngón tay trực tiếp đâm vào mi tâm của lão nhân cầm lái. Nghịch thiên bát châm khởi tử hồi sinh xác thực không phải việc khó. Rất nhanh, sau mấy châm, Hạ Thiên thu ngân châm lại. Xong rồi sao? Bạch Bích Tiêu thấy vậy, lặng lặng nhìn Hạ Thiên, rồi lại nhìn lão nhân không nhúc nhích, vậy là được rồi à? Hạ Thiên đáp, được rồi. Được rồi, Bạch Bích Tiêu có chút không dám tin, tiến lên đỡ Linh Bá dậy, nhẹ giọng gọi, Linh Bá, Linh Bá. Ông ấy vẫn không có phản ứng, có phải ngươi đang đùa chúng ta hay không? Đối với câu hỏi như vậy, Hạ Thiên ngay cả hứng thú phản bác cũng không có. A, à, lão nhân cầm lái bỗng kêu lên một tiếng sợ hãi, ngồi bật dậy, biểu hiện mờ mịt nhìn chung quanh. Linh Bá, Bạch Bích Tiêu mừng rỡ như điên, người sống lại thật rồi sao? Ban đầu,
Bạch Thi Tình đối với cái gọi là khởi tử hồi sinh của Hạ Thiên cũng có chút hoài nghi, nhưng bây giờ nàng tận mắt nhìn thấy kỳ tích phát sinh. Lão nô xảy ra chuyện gì thế? Lão nhân cầm lái sửng sốt mấy giây, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, không phải lão nô chết rồi sao? Hồn phách phải bị thu hồi về thần hạch mới đúng chứ, tại sao còn đứng ở đây? Là Hạ Thiên cứu người đấy. Bạch Bích Tiêu vui đến phát khóc, chỉ vào Hạ Thiên mà nói. Lão nhân cầm lái nghe xong, không khỏi giật mình, quay lại nhìn Bạch Thi Tình, đại tiểu thư, lời này của nhị tiểu thư là. Bích Tiêu không có nói sai. Bạch Thi Tình gật đầu, đúng là hạ thần y cứu sống ngươi. Ngươi nhất định phải cảm tạ ơn cứu mạng của hắn. Lão nhân cầm lái hoàn toàn tin tưởng lời nói của Bạch Thi Tình. Ông quỳ xuống trước mặt Hạ Thiên, lão nô khấu tạ ân cứu mạng của hạ thần y, thật sự không biết nên báo đáp như thế nào. Được rồi, Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ngươi không cần báo đáp. Cứu ngươi chỉ là tiện tay mà thôi. Ân cứu mạng cũng không thể như vậy được. Lão nhân cầm lái không nói thêm câu nào, chỉ hứa hẹn, về sau, nếu có gì sai khiến, sông pha khói lửa, lão nô sẽ không chối từ. Hạ Thiên khoát tay, ngươi cứ tự nhiên. Nơi này không nên ở lâu. Bạch Thi Tình trịnh trọng nói, Linh Bá, nếu ngươi không còn trở ngại, làm phiền ngươi chống thuyền chở chúng ta quay về. Lão nhân cầm lái cũng không hỏi nhiều, gật đầu nói, vâng, đại tiểu thư. Ông nhanh chóng huy động mái chèo, chống thân thuyền, dùng tốc độ cực nhanh rời khỏi nguyên địa. Hạ thần y, thật ngại quá, chúng ta trở về, báo chuyện vừa rồi cho phụ thân ta. Bạch Thi Tình có chút áy náy nói với Hạ Thiên, chờ chuyện qua đi, ta sẽ đích thân đưa ngươi đến Thụ Giới Sơn. Điều này không quan trọng. Tâm trạng của Hạ Thiên bây giờ có chút khó chịu, ban đầu ta hoàn toàn không có hứng thú đối với nơi này, chỉ cần không trêu chọc ta, ta cũng chẳng muốn quản thần tộc quỷ tộc gì cả. Đáng tiếc, đám ngớ ngẩn đó cứ thích gây phiền phức cho ta. Ta không thể không để ý đến. Bạch Thi Tình nghe ra được ý không bình thường trong lời nói của Hạ Thiên, ngươi muốn làm cái gì? Ta sẽ tìm cho ra tên ngu ngốc nào đã nhằm vào ta, sau đó xử lý hắn. Hạ Thiên hờ hững nói. Bạch Thi Tình lại càng kinh ngạc không thôi, người muốn giết Bạch Vô Thường đại nhân. Không thể được đâu, Bạch Bích Tiêu lắc đầu, Hạ Thiên, ngươi nên từ bỏ suy nghĩ đó đi. Bạch Vô Thường đại nhân không thể địch lại được đâu, ngươi tuyệt đối không nên xúc động. Nói xong, nàng quay sang nhìn Bạch Thi Tình, tỷ tỷ, nếu không, tỷ về nhà báo tin trước đi, để muội cùng với Linh Bá đưa Hạ Thiên đến lối ra. Không được, Bạch Thi Tình quả quyết lắc đầu. Bạch Bích Tiêu ngẩn ra, sau đó nói, vậy để muội về nhà báo tin, tỷ mang Hạ Thiên đến Thụ Giới Sơn cũng được. Không phải vấn đề này, Bạch Thi Tình lắc đầu bất đắc dĩ. Thật ra, lúc này nàng đang ôm một chút tư tâm. Mặc dù tuần giới thần vệ được xưng là thủ hộ giả Sơn Hải Giới, nhưng gần ngàn năm qua bọn họ giống kẻ áp bách hơn, nhất là thái độ của bọn họ đối với tam giới bên ngoài, lại càng coi là thịt cá, mặc cho bọn họ xâm lược. Trước kia, Phi Diệp tộc còn được tính là đại tộc, chẳng những tộc nhân rất nhiều, lại còn xuất hiện mấy thiên tài tu hành. Kết quả, trong trận tranh phong bách tộc lần trước, thiên tài của bọn họ bị cao thủ năm tộc đánh chết trước mặt mọi người. Khi đó, tộc bọn họ đã từng kháng nghị qua với tuần giới thần vệ và hội trưởng lão. Đáng tiếc, bọn họ bị tuần giới thần vệ khu trục, cuối cùng thế lực Phi Diệp tộc rớt xuống ngàn trượng ở Sơn Hải Giới. Hôm nay, cũng bởi vì chuyện của Hạ Thiên, bọn họ phát sinh xung đột với thần vệ. Từ thái độ của Sa Tu Trúc có thể nhìn ra, hắn ta thật sự hạ sát tâm với Phi Diệp tộc. Tuy nói Hạ Thiên đã ra tay giúp đỡ đánh lui đám người đó, nhưng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ ngóc đầu trở lại, hơn phân nửa còn xem đây là cớ, thuận tiện san bằng Phi Diệp tộc. Mấy chuyện này, bọn họ làm được. Cho nên, vì tương lai mà tính, Bạch Thi Tình muốn giữ lại Hạ Thiên. Dù sao hắn cũng là một chiến lực cực mạnh. Chỉ là suy nghĩ này khó mà nói ra. Thế thì là vấn đề gì? Tính cách của Bạch Bích Tiêu khá thẳng thắn, cho nên nàng mới cảm thấy khó hiểu. Lúc này, lão nhân cầm lái nhẹ giọng nói, ý của đại tiểu thư là, hạ thần y chẳng những cứu được lão nô, thật ra cũng cứu được hai vị tiểu thư. Nếu không mời hắn đến tộc cảm tạ một phen, chỉ sợ tộc trưởng sẽ trách tội chúng ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Điều này cũng đúng, Bạch Thi Tình nghĩ đến tính cách của cha mình, gật đầu một cái, sau đó nói với Hạ Thiên,
dựa vào tính cách của cha ta, nhất định ông ấy sẽ rất thích ngươi. Hạ Thiên cảm thấy có chút khó hiểu, ta không cần nam nhân thích. Vậy ta thích ngươi có được không? Bạch Bích Tiêu mỉm cười, nháy mắt với Hạ Thiên một cái. Hạ Thiên khoát tay, được rồi, ngươi không hợp khẩu vị của ta. Tỷ tỷ ngươi ngược lại miễn cưỡng có thể làm vợ dự bị 9999 của ta. Này, ngươi đừng có quá đáng. Bạch Bích Tiêu tức đến mức muốn bóp quyền đánh Hạ Thiên. Nàng nổi giận đùng đùng, mắng to, ngươi đánh chủ ý vào tỷ tỷ ta thì cũng thôi đi, lại còn sỉ nhục tỷ ấy như vậy. Vợ thì thôi đi, vợ bé cũng được, lại còn dự bị. Mà dự bị cũng thôi đi, lại dự bị đến số 9999. Thận ngươi làm bằng sắt à, hay là kim cương? Ngươi chịu nổi sao? Vậy thì chẳng liên quan đến ngươi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái. Bạch Bích Tiêu có chút khinh thường nói, ta thấy ngươi hoàn toàn không có vợ. Nói không chừng đời này ngay cả tay nữ nhân ngươi còn chưa nắm qua. Ta có rất nhiều vợ, người nào cũng là tuyệt thế đại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi bớt thổi ra châu đi. Bạch Bích Tiêu hiển nhiên không tin, trên mặt đất làm gì có mỹ nữ, lại còn là mỹ nữ tuyệt thế. Ngươi chưa nhìn thấy thập tuyệt tiên tử của Sơn Hải giới chúng ta. Bằng không, ngươi sẽ không nói ra mấy lời thiếu kiến thức như vậy. Nói đến đề tài này, Hạ Thiên ngược lại cảm thấy có chút hứng thú, ngươi nói cụ thể thập tuyệt tiên tử đó được không? Có ảnh chụp không? Ảnh chụp, là cái gì? Bạch Bích Tiêu mờ mịt hỏi. Hạ Thiên nhớ đến nơi này là thế giới địa tâm, khả năng ngay cả máy ảnh cũng không có, đành sửa lại thì là chân dung đấy. Chân dung, vậy thì không có rồi. Bạch Bích Tiêu lắc đầu, hội trưởng lão có lệnh, không cho phép lưu truyền chân dung tiên tử. Hạ Thiên thuận miệng nói, mấy thứ chẳng có nguồn gốc chân tướng, cũng chỉ được xem là loại quái dị mà thôi. Ngươi mới là quái dị đấy. Bạch Bích Tiêu tức giận trừng Hạ Thiên, thập tuyệt tiên tử được tuyển ra từ toàn bộ nữ nhân trung tầng sơn giải giới, dung mạo có thể nói là đỉnh tiêm. Tuy nói có hai người thêm vào cho đủ số nhưng tám người còn lại đều là tuyệt sắc thiên tiên. Nói có dễ nghe hơn nữa thì cũng vô dụng, thái độ của Hạ Thiên hoàn toàn không có chút thay đổi nào, trước khi ta nhìn thấy được dung mạo, tất cả đều là người quái dị. Ngươi cho rằng ngươi là ai, lời ngươi nói chẳng được tính. Bạch Bích Tiêu nhìn không được liền liếc mắt, người được chọn đều là do hội trưởng lão quyết định. Nói xong, nàng lẩm bẩm, nếu không phải kim tộc tận lực làm khó dễ tỷ tỷ, bây giờ tỷ tỷ cũng đã là một trong thập tuyệt tiên tử rồi, làm gì có chuyện người quái dị kim tộc kia chiếm vị trí chứ? Bích Tiêu, không cho phép muội nói mò. Bạch Thi Tình giật mình, nhẹ giọng khiển trách, mấy vị tiên tử kia, bất luận hình dáng hay là bản lãnh đều cao hơn ta gấp mấy lần. Ta đích thật thua các nàng một bậc, quyết định của hội trưởng lão không sai. Bọn họ vốn nhằm vào phi diệp tộc chúng ta, mặc kệ chúng ta làm cái gì, bọn họ đều phản đối. Bạch Bích Tiêu hiển nhiên đã trải qua khoảng thời gian bị đè ép, bây giờ nhịn không được liền bạo phát, nhất là kim tộc. Nếu không phải bọn họ khắp nơi làm khó dễ chúng ta, tình thế chúng ta cũng không khó khăn đến như thế này, ngay cả một tổ trưởng tuần vệ nho nhỏ cũng dám kêu đánh kêu giết chúng ta. Im ngay, sắc mặt Bạch Thi Tình cứng đờ, lập tức quát lớn, muội đừng nói nữa. Lúc này, thuyền đã đi được một khoảng cách không ngắn, cách địa giới phi diệp tộc không xa. Bạch Bích Tiêu nói tới nói lui, cũng không cố kỵ như trước, tính cách cũng dần dần không thu lại được. Vì sao muội không thể nói chứ? Bạch Bích Tiêu có chút nhịn không được, ngược lại còn lớn tiếng nói, muội biết tỷ tỷ đang sợ cái gì. Không phải hội trưởng lão đều phát ảnh trùng ở mỗi giới vực để giám sát chúng ta sao? Muội đang nói cho bọn họ nghe đấy, để bọn họ tỉnh lại một chút, khiêm tốn một chút, đừng nên ép người quá đáng. Bù! Lúc này, giữa không trung vang lên tiếng xé gió. Một tiểu côn trùng cánh đen bay đến, lơ lửng bên trên bọn họ. Bạch Thi Tình khẩn trương không thôi, tiến lên bưng kín miệng em gái nàng. Tiểu côn trùng cánh đen bỗng dưng bay đến trước mặt Bạch Bích Tiêu, ánh mắt xanh mơn mởn phóng ra khí tức màu xanh, chậm rãi tràn ngập. Ngươi mau nói lại lời vừa nãy của ngươi lần nữa. Con tiểu côn trùng bỗng nhiên phát ra tiếng người, lạnh lùng quát hỏi. Ta chẳng nói cái gì cả. Bạch Bích Tiêu nhìn thấy con tiểu côn trùng xuất hiện, lập tức sợ hãi, lắc đầu phủ nhận. Con côn trùng cánh đen vẫn phát ra âm thanh thâm trầm, ngươi không cần rảo biện.
vừa rồi ta đã thu thập hình ảnh và lời nói của ngươi, rất nhanh chúng sẽ được đưa cho hội trưởng lão thẩm tra. Ảnh trùng đại nhân, muội muội ta chỉ nhanh mồm nhanh miệng, cũng không phải có ý mạo phạm. Bạch Thị Tình lặng lẽ bảo vệ em gái ở sau lưng, tiến lên cung kính nói, Phi Diệp tộc chúng ta từ trước đến nay một lòng nghe theo, hàng năm cống hiến cũng không thiếu nửa phần. Giám sát ti các ngươi hẳn cũng biết mà, vừa rồi chỉ là... Im ngay! Côn trùng cánh đen cắt ngang lời nói của Bạch Thị Tình, lạnh lùng nói, Phi Diệp tộc các ngươi từ trước đến nay ngoài mặt thì tỏ ra không có gì, nhưng bên trong lại cực kỳ oán hận. Cho nên, các ngươi mới có thái độ bất kính với hội trưởng lão như vừa rồi, ý đồ không tốt rõ rành rành. Phi Diệp tộc các ngươi chờ hội trưởng lão chế tài đi. Con ruồi này từ đâu xuất hiện thế? Hạ Thiên nhìn côn trùng cánh đen, cực kỳ khó chịu. Lúc này, côn trùng cánh đen mới chú ý đến Hạ Thiên. Đầu tiên, nó quét mắt nhìn một chút, tiếp theo ngạc nhiên kêu lên, trên người ngươi có khí tức hôi thối của mặt đất. Ngươi tuyệt không phải người của Sơn Hải giới. Tốt, Phi Diệp tộc lại có thêm một tội trạng, cấu kết người mặt đất, ý đồ lật đổ Sơn Hải giới. Tại sao ngươi lại có thể ngậm máu phun người như vậy? Bạch Bích Tiêu vốn còn chút sợ hãi, nghe xong, không khỏi tức điên lên, mặc dù Hạ Thiên là người mặt đất nhưng không có liên quan gì đến Phi Diệp tộc chúng ta, là Bạch Vô Thường đại nhân mang vào. Tại sao cái này cũng quy chụp lên đầu chúng ta được thế? Côn trùng cánh đen phát ra tiếng cười khinh miệt, thế thì ta sẽ thông báo tin tức các ngươi đi cùng hắn cho địa phủ. Phi Diệp tộc các ngươi chờ bị xử lý đi. Nhục thân và mệnh hồn của tất cả tộc nhân sẽ thu về thần hạch, do hội trưởng lão xử lý. Ngươi, Bạch Thị Tình cũng tức đến sôi máu, mắng to côn trùng cánh đen, ngươi đừng có quá đáng. Ta biết ngươi nhằm vào chúng ta là vì cái gì, đơn giản là Kim tộc đã chào hỏi giám sát ti các ngươi, nhưng Phi Diệp tộc chúng ta cũng không phải dễ trêu. Cùng lắm thì Ngọc Thạch Câu Phần thôi. Côn trùng cánh đen cười lạnh, Ngọc Thạch Câu Phần, tiện tộc ngoài tam vực các ngươi cũng xứng. Cộng thêm một tội danh, phỉ báng danh dự Kim tộc. Có lẽ chúng ta không cách nào Ngọc Thạch Câu Phần với Kim tộc nhưng liều cá chết lưới rách với giám sát ti của các ngươi cũng không phải không có khả năng. Gương mặt Bạch Thi Tình hiện lên sát ý, ánh mắt kiên nghị. Côn trùng cánh đen thấy Bạch Thi Tình không phải nói giỡn, không khỏi có chút kiêng kỵ nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha nửa phần, ngươi cho rằng ngươi nói lời này có thể dọa được ai chứ? Chẳng qua lại cộng thêm cho Phi Diệp tộc các ngươi thêm một tội lớn mà thôi. Con ruồi này đáng ghét quá đi, cứ thẳng tay đánh chết cho rồi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái. Côn trùng cánh đen cười lạnh, bay đến trước mặt Hạ Thiên, kẻ ti tiện mặt đất kia, nơi này không có phần của ngươi lên tiếng. Cho ngươi mượn một vạn lá gan, ngươi cũng không dám động đến ta. Bằng không, ta ra lệnh một tiếng. Có thể điều khiển vô số thiên ảnh trùng bay đến mặt đất tàn sát nhân loại các ngươi. Bốp! Lời còn chưa nói hết, hai tay Hạ Thiên đã đập lại giống như đập ruồi, đánh cho con côn trùng cánh đen thành bã vụn. Sau đó, hắn ghét bỏ phủi con côn trùng cánh đen xuống sông, rồi lau tay vào người Bạch Bích Tiêu. Này, ngươi làm cái gì vậy? Ta sẽ giết ngươi! Bạch Bích Tiêu hoảng hốt, vội cởi áo ngoài ném thẳng xuống sông. Bạch Thi Tình chấn kinh không hiểu, ngươi dám đánh chết ảnh trùng. Chỉ một con ruồi thôi mà, đánh chết thì có gì mà phải giật mình. Hạ Thiên hờ hững nói. Bạch Thi Tình sửng sốt mấy giây, sau đó giải thích với Hạ Thiên, ảnh trùng là một loại linh trùng, có linh trí cực cao, có thể thu thập và ghi chép hình ảnh và âm thanh trong phạm vi khu vực của nó. Cho nên, nó được giám sát ti nuôi dưỡng, rót cho thần thức của người, dùng để giám sát Sơn Hải giới. Có thể còn sợ Hạ Thiên chưa hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, nàng giải thích thêm, nói như thế này, ngươi giết tuần giới thần vệ, cùng lắm thì có thêm thần vệ khác đến. Nhưng ngươi giết ảnh trùng, tội này tương đương mưu phản. Thần tướng của hội trưởng lão sẽ đến. Thần tướng, đầu Hạ Thiên hơi nghiêng sang một bên, lộ ra vẻ khinh thường, ta đã xử lý mấy tên thần tướng do liên minh tu tiên phái đến. Mấy ngày trước, thậm chí ngay cả thần quân ta cũng xử lý luôn. Liên minh tu tiên, Bạch Bích Tiêu nghe được danh từ này, cũng cảm thấy mờ mịt, đó là nơi nào? Vì sao cũng có thần tướng và thần quân? Hạ Thiên không hiểu hỏi, các ngươi không biết liên minh tu tiên? Không biết, Bạch Bích Tiêu lắc đầu, chưa từng nghe nói qua. Bạch Thi Tình cũng cảm thấy nghi hoặc, đó là tổ chức lợi hại gì trên mặt đất của các ngươi sao? Chưa từng nghe nói qua,
vậy thì nói với các ngươi cũng vô dụng thôi. Hạ Thiên nhếch miệng, dù sao, bọn họ còn mạnh hơn so với hội trưởng lão các ngươi mấy trăm lần. Bạch Bích Tiêu hiển nhiên không tin, ngươi không hiểu về hội trưởng lão rồi. Nhiều năm như vậy cũng chỉ dám núp dưới mặt đất, có thể có bao nhiêu lợi hại chứ? Hạ Thiên khinh thường nói. Bạch Thi Tình cười khổ, nhắc nhở Hạ Thiên, Hạ Tiên Sinh, ngươi đừng quên, trên người ngươi có tính linh văn. Thứ này chính là do hội trưởng lão tạo ra. Điều này càng nói rõ bọn họ rất yếu. Hạ Thiên cười nói, cường giả chân chính sẽ không nghĩ cách suy yếu người khác, mà nghĩ đến khi người khác mạnh nhất sẽ một quyền đánh nổ hắn ta, hoặc để chính hắn ta đánh nổ hắn ta. Bạch Bích Tiêu lắc đầu, cũng không tán đồng, người ngay cả tĩnh linh văn cũng không phá được, người cũng đừng nhắc đến chuyện khác. Yên tâm đi, hoa văn này cũng không phải không phá được. Hạ Thiên hờ hững nói, ta đã biết nó là thứ gì. Muốn phá giải nó chỉ là chuyện của vài phút mà thôi. Ngươi nổ thì cứ nổ. Dù sao ngươi cũng không phải người của Sơn Hải giới, lúc nào ngươi cũng có thể quay về mặt đất. Gương mặt Bạch Bích Tiêu vừa hiện lên sự lo lắng lẫn hâm mộ, không cần giống chúng ta, lúc nào cũng bị hội trưởng lão uy hiếp, chỉ cần không cẩn thận sẽ bỏ mình diệt tộc giống như âm huyết tộc, cức mộng tộc, ngay cả mệnh hồn cũng bị thần hạch hòa tan. Hạ Thiên lười biếng nói, các ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy. Mặc kệ thần vệ hay giám sát ti, hội trưởng lão, kẻ nào khiến tâm trạng của ta khó chịu, còn có tên Bạch vô thường gì đó, ta sẽ tìm ra, sau đó xử lý. Bạch Bích Tiêu. Bạch Thi Tình cũng cười khổ lắc đầu. Trong lòng nàng, Hạ Thiên có bản lãnh không nhỏ nhưng tính cách táo bạo, rất thích nói khoác. Hạ Thiên từ trước đến giờ không thèm để ý người khác nghĩ sao về mình. Hắn nói, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Lúc này... Lão nhân cầm lái nói khẽ. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, Hạ Thần Y, chúng ta đến nơi rồi. Hạ Thiên hơi ngẩng đầu, phát hiện chiếc thuyền không biết từ khi nào đã vào bờ. Bên bờ, một nam nhân mặc bạch bào dáng người cao lớn, rất có uy nghiêm đang đứng. Hạ Thiên nhìn thấy khá quen, dường như đã gặp qua đâu đó rồi. Cha, Bạch Bích Tiêu nhìn thấy người kia, vội vàng nhảy đến. Khóc lóc kể lể, hôm nay chúng con thiếu chút nữa không về nhà được rồi, hu hu hu. Bạch Thi Tình ngược lại bình tĩnh hơn, nói với Hạ Thiên, Hạ Tiên Sinh, ngươi theo ta lên bờ. Phụ thân ta nhất định sẽ rất vui khi nhìn thấy ngươi. Hạ Thiên nói, ông ta có cao hứng hay không ta không biết, nhưng bây giờ ta lại có chút không cao hứng. Sao vậy? Bạch Thi Tình không khỏi sửng sốt. Hạ Thiên không nói thêm câu nào. Chỉ đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Bạch Thi Tình, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, chưa đến nửa giây, người đã bình yên rơi xuống bờ. Sao? Nam nhân bạch bào nhìn thấy, không khỏi cau mày. Nhưng sau khi nhìn thấy Hạ Thiên xong, ông không khỏi biến sắc lại là ngươi. Không phải ngươi đã chết rồi sao? Hạ Thiên nhìn nam nhân bạch bào, phát hiện người này với Huyền Dương Tiên Đế của tiểu tiên giới giống nhau như đúc. Chờ ông ta kêu lên một câu lại là ngươi, Hạ Thiên gần như có thể kết luận người này và Huyền Dương Tiên Đế là cùng một người. Lông mày Bạch Thi Tình cau lại, hiển nhiên có chút bất mãn với lời nói của Hạ Thiên. Hạ Tiên Sinh đã cứu hai đứa con gái của ta, đại ân này không lời nào cảm tạ hết được, sau này ta nhất định sẽ báo đáp. Nam nhân bạch bào hơi sợ hãi khi nhìn Hạ Thiên, thoáng có chút khẩn trương, nhìn Hạ Thiên như có vẻ cầu khẩn, về phần Hạ Tiên Sinh nếu có gì nghi hoặc. Chúng ta từ từ nói chuyện sau, như thế nào? Tùy ngươi, thật ra Hạ Thiên cũng không phải là người có tính cách ngang ngược, ngược lại còn rất thông tình đạt lý. Chỉ cần ngươi nể mặt hắn, hắn sẽ nể mặt ngươi, rất ít khi chủ động đi gây chuyện hoặc chặt đứt cầu thang của người khác. Chỉ khi nào có một số tên ngớ ngẩn cố tình gây sự, hắn mới ngang tàng đánh trả mà thôi. Hiện tại, mặc dù Hạ Thiên rất muốn xác nhận đối phương rốt cuộc có phải Huyền Dương Tiên Đế hay không, nhưng ông ta đã nói như vậy, hắn cũng không cần thiết phải vạch mặt ngay tại chỗ. À, cha biết Hạ Thiên sao? Bạch Bích Tiêu lại càng sửng sốt, không khỏi nghi hoặc nhìn cha của mình. Dù sao Hạ Thiên là người mặt đất, cha của nàng cả đời sống ở Sơn Hải giới, chưa từng ra ngoài, không có khả năng gặp được Hạ Thiên mới đúng chứ. Ha ha, không quen. Nam nhân bạch bào mỉm cười, lấp liếm cho qua, không phải tụi con đi bắt cá mập sao? Tại sao nhanh như vậy đã quay về? Bạch Bích Tiêu quả nhiên bị dẫn sang chủ đề khác, cha,
chẳng lẽ không phải cha đến đón chúng con sao? Hẳn là không phải, Bạch Thi Tình rất nhanh nghĩ đến điểm mấu chốt bên trong. Mặc dù trước đó lão nhân cầm lái nói với các nàng gửi phi diệp phù, nhưng Hạ Thiên rất nhanh đã giải quyết đám tuần vệ kia, thành ra hai người không có gửi bùa đi. Nếu là vậy, cha của nàng tất nhiên không thể biết được các nàng sẽ quay về mà ở đây chờ. Nam nhân bạch bào thuận miệng nói, ta vừa nhận được tin của hội trưởng lão, nói sẽ phái người đến tuyên bố một số chuyện, thành ra ta mới chờ ở đây. Cha không cần chờ nữa, người này nhất định là lai giả bất thiện. Bạch Bích Tiêu nghe xong, nhịn không được liền tức giận nói, nếu không nhờ Hạ Thiên, tụi con nói không chừng đã bị tuần giới thủ vệ giết rồi. Nam nhân bạch bào nhìn lướt qua bốn phía, sau đó dặn dò người sau lưng, tam thúc, thúc ở đây chờ. Nếu người của hội trưởng lão đến, phiền thúc ứng phó trước. Một nam nhân trung niên đứng thẳng đằng sau nhẹ gật đầu, tộc trưởng cứ tự nhiên, nơi này có ta là được rồi. Nam nhân bạch bào lại bố trí thêm vài việc, sau đó nói với chị em Bạch Thị, đi thôi, chúng ta về nhà. Hai đứa hãy nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vâng, Bạch Bích Tiêu gật đầu, Hạ Thiên cũng đi theo đi. Chuyện này không có hắn thì không thể nói rõ ràng được. Hạ Tiên Sinh là khách quý, cũng là khách quý ít gặp, đương nhiên không thể lạnh nhạt với hắn được rồi. Nam nhân bạch bào nói với Hạ Thiên, Hạ Tiên Sinh, hàn xá đơn sơ, không biết người có chịu đến đó hay không. Hạ Thiên lười biếng nói, đến chỗ nào cũng được, ta muốn hỏi một vấn đề. Yên tâm, nam nhân bạch bào gật đầu, ta biết Hạ Tiên Sinh muốn hỏi cái gì. Chờ đến hàn xá, chắc chắn ta sẽ nói rõ sự thật. Bạch Thi Tình bổ sung, cha, còn có Linh Bá nữa. Được, lão Linh, ngươi cũng đi theo đi. Nam nhân bạch bào quay lại nhìn lão nhân cầm lái, khoát tay nói, ngươi cũng đi cùng luôn đi. Đa tạ tộc trưởng, lão nhân cầm lái cảm kích không thôi. Hơn phân nửa người ở lại, số còn lại ngồi xe ngựa chậm rãi tiến vào trong thành. Chấm. Trong thư phòng, Bạch Thi Tình nói sơ qua chuyện xảy ra vừa rồi. Lại có chuyện như thế sao? Nam nhân bạch bào nghe xong, không khỏi giận tím mặt, trước đó, ngũ tộc đã xem chúng ta như quả hồng mềm, tùy ý mà bóp. Bây giờ, ngay cả tuần vệ cũng không để phi diệp tộc chúng ta vào mắt. Đúng vậy, cha, người nhất định phải đòi công đạo lại cho tụi con. Bạch Bích Tiêu tức giận nói, nếu không cho bọn họ một bài học, sợ rằng sau này chúng ta sẽ còn bị khi dễ nữa. Bạch Thi Tình lại cân nhắc đến vấn đề sâu hơn. Có chút lo lắng nói, phụ thân, con sợ tuần giới thủ vệ sẽ không chịu để yên. Hơn nữa giám sát ti cũng sẽ phái người đến. Nếu chúng ta không chuẩn bị sớm, chỉ sợ phi diệp tộc. Nàng không nói câu kế tiếp nhưng ý trong đó ai nghe xong cũng hiểu. Nam nhân bạch bào lạnh lùng nói, các ngươi yên tâm đi, mặc kệ là tuần giới thần vệ hay là giám sát ti, bọn họ chẳng qua chỉ ỷ vào hội trưởng lão và ngũ tộc mà thôi, thật ra bọn họ không dám vạch mặt với chúng ta đâu. Có ta ở đây một ngày, bọn họ sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu ngươi không có ở đây thì sao? Hạ Thiên hỏi. Nam nhân bạch bào còn chưa kịp phản ứng, Bạch Bích Tiêu đã bất mãn mắng Hạ Thiên. Hạ Thiên, ngươi nói vậy là có ý gì? Cha ta có thủ oán gì với ngươi, tại sao ngươi cứ rủa cha ta chết như thế? Ta không có rủa ông ta. Hạ Thiên nhếch miệng, ta chỉ là đang nói sự thật mà thôi. Ngươi! Bạch Bích Tiêu không có khả năng tiếp nhận sự thật này. Hạ Tiên Sinh, có phải ngươi đã nhận ra điều gì đó hay không? Mặc dù thời gian tiếp xúc với Hạ Thiên không dài, nhưng Bạch Thi Tình cảm thấy hắn không phải là người bắn tên không đích. Hạ Thiên hờ hững nói, vậy ngươi phải hỏi cha ngươi đấy, có phải ông ta đã nhận ra cái gì rồi không? Phụ thân, ngươi, Bạch Thi Tình lập tức quay đầu nhìn nam nhân bạch bào. Nam nhân bạch bào khoát tay. Làm ra vẻ thoải mái, ta không có việc gì đâu. Hạ Tiên Sinh chỉ đang nói giỡn mà thôi. Ta không có nói giỡn những chuyện này như thế này. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, thái độ hờ hững, ta là đệ nhất thần y trong thiên hạ. Mặc kệ bệnh gì, độc gì, đều không thoát khỏi ánh mắt của ta. Vừa rồi ta có chút vội vàng, còn chưa giới thiệu bản thân với Hạ Tiên Sinh, ta vô lễ quá. Sắc mặt nam nhân bạch bào cứng đờ. Lập tức chuyển chủ đề, lão phu Bạch Dương Huyền, là tộc trưởng phi diệp tộc, từng thế hệ đều trấn giới vực đệ nhất trọng sơn hải giới, cả đời chưa từng ra ngoài. Hạ Thiên mỉm cười nói, nếu như ngươi nói là thật,
người không có khả năng quen ta được. Hai chị em Bạch Thi Tình cũng cảm thấy nghi ngờ. Vừa rồi, hai nàng rõ ràng nghe phụ thân nói với Hạ Thiên một câu lại là ngươi, hiển nhiên là phải có quen biết. Chuyện này nói đến cũng có chút quỷ dị. Nam nhân bạch bào thở dài, chậm rãi nói, ta nhất thời không biết nên nói từ chỗ nào nữa. Ta không thích quanh co lòng vòng. Hạ Thiên cũng lười nhiều lời, hỏi thẳng, ngươi và Huyền Dương Tiên Đế của tiểu tiên giới có quan hệ như thế nào? Quả nhiên là chuyện này. Nam nhân bạch bào cười khổ, biểu hiện bất đắc dĩ. Cái gì là tiểu tiên giới chứ? Bạch Bích Tiêu không rõ ràng cho lắm. Bên trong ánh mắt của Bạch Thi Tình cũng tràn ngập nghi hoặc, phụ thân, Hạ Tiên Sinh nói Huyền Dương Tiên Đế là ai vậy? Thôi được, nếu đã nói ra, vậy thì ta cũng không gạt các ngươi nữa. Nam nhân bạch bào do dự một chút, sau đó quyết tâm nói thẳng, Huyền Dương Tiên Đế chính là ta, nhưng cũng không phải là ta. Hạ Thiên gật đầu, cái này ta cũng nhìn ra được. Nếu người trước mặt chính là Huyền Dương Tiên Đế, hắn đã ra tay xử lý ông ta rồi. Cha nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bạch Thi Tình nghe xong vẫn cảm thấy hồ đồ, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, phụ thân, không phải cha đã từng lên mặt đất chứ? Nam nhân bạch bào lắc đầu, ta chưa từng lên đó, nhưng mệnh hồn của ta đã đến, thậm chí còn thoát khỏi khống chế của ta, có ý thức của chính mình. Khoan đã, mọi người đang nói cái gì vậy? Vì sao con nghe một chữ cũng không hiểu? Bạch Bích Tiêu cảm thấy mình giống như bị bài trừ ra khỏi cuộc nói chuyện, không khỏi có chút gấp lên. Nam nhân bạch bào vỗ đầu Bạch Bích Tiêu, ra hiệu nàng yên tâm đừng vội, sau đó chậm rãi thuật lại mọi chuyện. Chuyện là như thế này, nói ra cũng phải nhắc đến từ mấy vạn năm trước, nhưng những chuyện đó quá mờ mịt, hư ảo, chẳng liên quan gì đến chúng ta, nhắc đến cũng vô ích. Ở đây ta chỉ nhắc đến một câu. Đó chính là sơn hải giới của chúng ta chính là di chuyển từ mặt đất xuống mấy vạn năm trước. Từ nhỏ, hẳn các ngươi cũng đã học qua những kiến thức này, cũng nghe qua cố sự đó. Bạch Thi Tình gật đầu, trong sách có nói mặt đất linh khí yếu ớt, yêu ma hoành hành, lại thường hay có tinh từ thiên ngoại giáng xuống, hủy mặt đất đến không chịu nổi. Cho nên thần tộc vì kế hoạch lâu dài, không thể không rời xuống địa tâm. Thế điều này có liên quan gì đến tiểu tiên giới? Huyền Dương Tiên Đế mà hắn vừa mới nói đến không? Bạch Bích Tiêu nghe xong lại càng mơ hồ hơn. Đừng nóng vội, cứ chậm rãi nghe ta nói hết đã. Nam nhân bạch bào cười khẽ, nói tiếp, lúc đó, mấy vạn thần tộc chúng ta vẫn còn muốn một ngày trở lại mặt đất, sử dụng vô số khe nứt thời không trên mặt đất để cất giữ linh khí còn chưa bị ô nhiễm. Hạ Thiên thuận miệng nói, chính là những động thiên phúc địa sao? Đúng. Theo như cách gọi của các ngươi chính là phúc địa động thiên. Nam nhân bạch bào nhẹ gật đầu, nhưng chỉ có phúc địa động thiên thì không đủ. Nếu không có người canh chừng và giữ gìn, động thiên phúc địa có cường đại đến đâu, sớm muộn gì cũng sẽ bị thời gian tiêu diệt. Hạ Thiên thản nhiên nói, nhưng thần tộc các ngươi cho dù sinh tồn cũng phải tiêu hao rất nhiều linh khí. Nói không chừng, mấy trăm năm sau, phúc địa động thiên sẽ chẳng khác gì sông núi bình thường. Không sai. Cho nên lúc đó Minh hội thần tộc đã đưa ra một quyết định, chính là lưu lại mệnh hồn để canh giữ phúc địa động thiên. Nam nhân bạch bào không nghĩ đến tư duy của Hạ Thiên lại nhanh như vậy. Ánh mắt ông nhìn hắn có chút tán thưởng, mấy vạn năm qua, không nghĩ đến mặt đất chẳng những không bị băng diệt, ngược lại còn như được tân sinh, thậm chí còn dưng dục ra một nhóm nhân loại mới. Mặc dù bọn họ không có thần lực nhưng phát triển rất phồn vinh. Ngược lại. Thần tộc chúng ta trốn vào địa tâm xong, lại bị địa tâm thần hỏa đốt chết hơn phân nửa. Về sau còn bị các loại sát khí, quỷ vật giết chết một phần. Cuối cùng, có người tìm được thần hạch chỗ sâu địa tâm, thần tộc mới xem như được sống tiếp. Đáng tiếc cũng chỉ còn lại bách tộc mà thôi. Chuyện xưa nghe rất hay nhưng ta không muốn nghe. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, người nói vào trọng điểm đi. Được, nam nhân bạch bào đang hưng phấn kể chuyện. Nhưng cũng ý thức được hiện tại không phải là lúc thoa thao bất tuyệt, vì thế ông ta đi thẳng vào chủ đề, thật ra, mệnh hồn lưu lại ở mặt đất cũng bởi vì những chuyện ngoài ý muốn mà chết đi. Cho nên, không ít thần tộc và mặt đất đều có mối liên hệ vi diệu. Trong đó, điểm quan trọng nhất chính là đưa mệnh hồn của mình vào những động thiên phúc địa mà bộ tộc mình lưu lại năm xưa. Nói đến đây, nam nhân bạch bào nhớ đến trọng điểm mà Hạ Thiên muốn biết, Huyền Dương Tiên Đế chính là một mệnh hồn của ta.
nhưng sau khi hắn ta được đưa đến tiểu tiên giới mà ngươi nói, cùng lúc dung hợp với một thiếu niên phàm nhân lạc vào trong đó, chưa được mấy năm đã thoát khỏi sự khống chế của ta. Hạ Thiên nhếch miệng, chẳng tin vào mấy chuyện vớ vẩn này, nhưng không sao, có thể nói thông là được. Mặc dù ta không khống chế được hắn ta, nhưng dù sao hắn ta cũng là một trong những mệnh hồn của ta. Cho nên, chuyện mà hắn ta làm, ta đều có thể cảm nhận được một hai. Nam nhân bạch bào có chút cảm khái nói, cho đến cách đây không lâu, hắn ta bỗng nhiên chết đi, còn truyền tống đến chỗ ta một oán niệm rất mạnh, chính là muốn ta giết Hạ Tiên Sinh báo thù cho hắn ta. Khi đó, Hạ Thiên đã từng cảm nhận được khí tức dị giới từ trên người Huyền Dương Tiên Đế. Lúc đó, hắn còn tưởng rằng Huyền Dương Tiên Đế có thể từ một thế giới giống như Tiên Vân Đại Lục đến. Không nghĩ đến ông ta lại đến từ thế giới địa tâm. Như vậy, khí tức dị giới mà hắn cảm nhận được rất có thể đến từ thần hạch, cũng chính là ý chí trái đất phát ra. Tuy nhiên, hắn hoàn toàn không hứng thú với những chuyện đó. Hắn chỉ muốn biết người này và Huyền Dương Tiên Đế có phải cùng một người hay không. Nếu cùng một người, hắn sẽ trực tiếp một quyền xử lý là được. Hạ Tiên Sinh, ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta cũng không có đồng ý. Nam nhân bạch bào phát hiện ánh mắt Hạ Thiên hiện lên sát khí, không khỏi mỉm cười khoát tay, chỉ là oán niệm của hắn ta khiến cho ta ý thức được sự cường đại của Hạ Tiên Sinh, chợt sinh tâm tư muốn kết giao. Chỉ tiếc là ta không thể tự ý rời khỏi Sơn Hải giới, cho nên ta vẫn không có cơ hội. Không nghĩ đến vận mệnh đã đưa ngươi đến đây. Hạ Thiên lười biếng nói, đưa ta đến chẳng phải vận mệnh gì cả, mà là một tên mặt trắng ngớ ngẩn. Rất có thể là Bạch Vô Thường đại nhân. Bạch Thi Tình ở một bên nói vào. Ồ, nam nhân bạch bào có chút hứng thú, đồng thời cũng có chút nghi hoặc, Bạch Vô Thường muốn rời khỏi Sơn Hải giới thì cần phải được hội trưởng lão hoặc ngũ đế cho phép. Sự việc chỉ sợ không đơn giản như vậy. Ngũ đế là mấy tên nào thế? Hạ Thiên hỏi. Lúc này, Bạch Bích Tiêu Tranh giải thích cho Hạ Thiên, ngũ đế chính là tộc trưởng ngũ tộc cách địa hạch gần nhất, dùng ngũ hành để gọi tên, chính là Bạch Đế Kim Tộc, Thanh Đế Mộc Tộc, Hắc Đế Thủy Tộc, Xích Đế Hỏa Tộc và Hoàng Đế Thổ Tộc. Hoàng Đế, Hạ Thiên nhếch miệng, cái tên này nghe quen tai quá. Nam nhân bạch bào mỉm cười, thản nhiên nói, thật ra, người mặt đất chính là hậu duệ tộc nhân Xích Đế và Hoàng Đế lưu lại. Bởi vì Xích Đế cũng xưng là Viêm Đế, cho nên con cháu được gọi là Viêm Hoàng. Đây chỉ là thuyết pháp của các ngươi, không phải ta. Hạ Thiên lười so đo ở phương diện này. Chỉ hỏi, ta chỉ muốn biết mệnh hồn gì của Huyền Dương Tiên Đế có còn sót lại bên trong thần hạch gì đó không thôi. Không có. Nam nhân bạch bào chỉnh trọng nói, một chút cũng không có sự đùa giỡn. Ông nhấn mạnh, hắn ta vốn tách ra từ mệnh hồn của ta, nhưng sau khi độc lập thì có thể dung hợp nhục thể với người mặt đất. Nếu ngươi giết hắn ta đã chết rồi. Tuy nhiên, khi hắn ta còn ở mặt đất, có gặp kỳ ngộ nào đó không thì ta cũng không rõ nữa. Trong lòng Hạ Thiên nhanh chóng có phán đoán, vậy thì hắn ta đã chết thật rồi. Nhưng Huyền Dương còn nói cho ta biết một việc, xem như thù lao ta báo thù cho hắn ta. Nam nhân bạch bào thẳng thắn nói với Hạ Thiên, ta tất nhiên không có hứng thú báo thù gì cho hắn ta cả, nhưng chuyện này ở trong lòng ta, quả thật khiến cho ta cảm thấy có chút bất an, cho nên ta quyết định nói chuyện này cho Hạ Tiên Sinh ngươi biết. Chuyện gì? Hạ Thiên hờ hững hỏi. Nam nhân bạch bào cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, Huyền Dương hắn hình như đã từng có một phen kỳ ngộ, sau đó có được một mảnh vỡ thần hạch, nhưng cũng không phải mảnh vỡ thần hạch trái đất mà là của một thế giới khác. Hắn ta giấu mảnh vỡ đó vào trong một tượng bùn đặt trong một chiếc hộp âm nhạc. Nghe xong, Hạ Thiên chợt nhớ lại một chuyện. Lúc đó, sau khi xử lý Huyền Dương Tiên Đế xong, khi tiến vào thư phòng của ông ta, đúng là có một cái hộp âm nhạc, trong hộp có một tượng đao khách. Có thể phân biệt được âm thanh, sau đó chém ra đao ảnh vô cùng nhanh chóng. Tuy nhiên, mấy ngày trước hộp âm nhạc xảy ra vấn đề, đao khách trong hộp không còn nhìn thấy bóng dáng, lại còn rò rỉ một mảnh kim quang. Về phần cái hộp, hình như đã bị Dạ Ngọc Mị xử lý. Bây giờ, Dạ Ngọc Mị không biết đã đi đâu. Hạ Thiên lập tức liên hệ những thứ này lại, trên cơ bản có thể xác định Dạ Ngọc Mị mất tích hơn phân nửa có liên quan đến cái hộp âm nhạc kia. Tuy nhiên, bây giờ tin tức quá ít, hắn không suy đoán ra được Dạ Ngọc Mị rốt cuộc đã đi đâu.
những ý niệm này xuất hiện trong đầu Hạ Thiên chưa đến 1/10 giây. Cái hộp kia đã không còn, Hạ Thiên cũng lười giải thích điều gì với nam nhân bạch bào, chỉ thuận miệng nói một câu. Gương mặt nam nhân bạch bào hiện lên vẻ ngoài ý muốn nhưng trong nháy mắt đã thu lại sạch sẽ. Ông ta gật đầu nói, vậy cũng tốt, nếu để cho người lòng mang ý đồ xấu biết được, chỉ sợ lại chọc ra một trận huyết vũ tinh phong. Thần hạch nơi này của chúng ta cũng đã dẫn xuất không ít thần tộc giết tới giết lui. Bạch Thi Tình lắc đầu, trong lòng cảm khái không thôi, chậm rãi thở dài, nếu còn có thần hạch khác, đoán chừng sơn hải giới và mặt đất phải chiến tranh với nhau đến long trời lở đất mất. Mọi người suy nghĩ nhiều quá rồi, Bạch Bích Tiêu có chút không kiên nhẫn, nàng đứng bên cạnh lắng nghe mà không hiểu gì cả, đành phàn nàn, đã đến lúc nào rồi lại còn muốn long trời lở đất. Bây giờ chúng ta nên nghĩ đến làm sao để đối phó với tuần vệ và người của giám sát ti đi. Đúng là phiền phức thật. Nam nhân bạch bào hơi cau mày, ban đầu, hội trưởng lão cũng tin tưởng phi diệp tộc chúng ta. Bây giờ lại càng có cớ. Cái gọi là không tin tưởng cũng là lấy cớ. Bạch Bích Tiêu nhanh mồm nhanh miệng, tức giận không hề che giấu, bọn họ nhìn chúng mảnh vỡ thần hạch của phi diệp tộc chúng ta, biết chúng ta chắc chắn sẽ không giao ra. Cho nên mới chèn ép chúng ta, buộc chúng ta giao ra. Nam nhân bạch bào lắc đầu nói, đây thật ra chỉ là một tin đồn mà thôi. Phi diệp tộc chúng ta không có mảnh vỡ thần hạch. Cha, có phải là... Bạch Thi Tình nghĩ đến một góc độ khác, có chút do dự, có phải hội trưởng lão cho rằng mảnh vỡ thần hạch của Huyền Dương Tiên Đế mà cha vừa nói lúc nãy là của tộc chúng ta hay không? Không thể nào, nam nhân bạch bào quả quyết lắc đầu, chuyện này... Trước đó ta chưa từng nói qua với bất cứ người nào. Làm sao bọn họ biết được? Hạ Thiên nhếch miệng, có chút buồn cười nói, ngươi không có nói qua, nhưng ngươi có thể đảm bảo tên Huyền Dương Tiên Đế ngu ngốc kia không nói với người khác không? Hạ Tiên sinh, lời này của ngươi là có ý gì? Nam nhân bạch bào thuận theo khả năng này đoán tiếp, trong lòng sợ hãi, tên khốn kiếp đó còn chơi chiêu này nữa. Đúng là đủ ác độc, ánh mắt Bạch Thi Tình đảo vòng vòng. Cũng hiểu ra. Có ý gì vậy? Bạch Bích Tiêu không rõ ràng cho lắm, cảm giác muốn gia nhập vào nhóm chat của ba người kia nhưng bị bọn họ chặn bên ngoài vậy. Cái này mà cũng nghĩ không ra, đầu của ngươi nên quyên góp được rồi. Chắc ngươi chưa từng dùng đến nó nhỉ? Hạ Thiên cười nói, tên Huyền Dương ngớ ngẩn kia vừa nói cha ngươi giúp ông ta báo thù, nhưng sợ cha ngươi không tận tâm hỗ trợ, ông ta lại đồng thời bán đứng cha ngươi với hội trưởng lão luôn chứ sao? Sắc mặt nam nhân bạch bào trở nên xanh xám, lạnh lùng nói, không đúng, hắn ta đã sớm âm thầm liên lạc với hội trưởng lão, thậm chí còn lén lút ám chỉ mảnh vỡ thần hạch ở trong tay của ta. Cho nên, mấy năm qua hội trưởng lão mới luôn nhằm vào ta. Ngay từ đầu, ông ta muốn kiềm chế phụ thân, có như vậy ông ta mới có thể yên tâm tu luyện phát triển trên mặt đất. Bạch Thi Tình cũng nhìn thấu một tầng ý tứ trong đó, nhưng không nghĩ đến lại gặp phải Hạ Tiên Sinh. Đá phải tấm sắt, cho nên ông ta mới kích động phụ thân và Hạ Tiên Sinh sống mái với nhau. Nếu phụ thân không mắc mưu, nhất định sẽ tiếp nhận sự nhằm vào của hội trưởng lão, đúng là ác độc. Hạ Thiên chào phúng, không cần khen tặng tên ngớ ngẩn đó thông minh gì cả. Hơn phân nửa chuyện bên trong chỉ là trùng hợp mà thôi. Bất kể thế nào, hội trưởng lão xác thực càng lúc càng quá đáng. Bạch Thi Tình có chút sợ hãi nói. Ngay cả tuần vệ nho nhỏ cũng dám xuất khẩu cuồng ngôn, nói muốn diệt tộc chúng ta. Tâm tư bọn họ thật ác độc. Nam nhân bạch bào lạnh lùng nói, có vi phụ ở đây, bọn họ không dám làm loạn đâu. Bành! Lời còn chưa nói hết, một cự lực từ trên trời giáng xuống, đánh một nửa bạch phủ đổ sụp. Bên trong bạch phủ, không ít người còn chưa kịp phản ứng đã bị oanh sát. Là ai? Nam nhân bạch bào giận tím mặt, vọt ra khỏi phòng. Há miệng quát to, là ai dám ra tay hạ độc thủ với bạch gia phi diệp tộc chúng ta? Cách đó không xa, một tiếng hét to như lôi đình vang lên. Bạch Dương Huyền, lão thất phu ngươi rốt cuộc cũng dám lộ diện rồi sao? Nam nhân bạch bào đưa mắt nhìn, chợt thấy một lão giả tóc vàng từ trên không lao đến, rơi xuống bên trong bạch phủ. Sa Văn Đạt, ngươi muốn làm gì? Nam nhân bạch bào quát hỏi. Lão giả tóc vàng hung hăng nhìn chằm chằm nam nhân bạch bào, Bạch Dương Huyền ngươi đừng giả bộ nữa, mau giao hung thủ giết cháu trai ta ra đây. Bằng không, hôm nay lão phu sẽ dẹp yên phi diệp tộc các ngươi, diệt toàn bộ bạch gia các ngươi.
cháu trai của ngươi chết rồi. Nam nhân bạch bào sửng sốt. Vừa nãy, hai đứa con gái của ông chỉ nói rằng là bị tuần vệ làm khó dễ, sau đó được Hạ Thiên cứu, cũng không nói đến chuyện giết người. Tuy nhiên, cho dù Hạ Thiên thật sự ra tay giết người, ông cũng cảm thấy chẳng có việc gì lớn. Dù sao Hạ Thiên cũng đã cứu mạng hai đứa con gái của ông. Cháu trai của ngươi là ai? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Bạch Thi Tình kỳ quái nhìn Hạ Thiên, chính là tổ trưởng tuần vệ vừa rồi Sa Tu Trúc. Sa Tu Trúc chết rồi sao? Bạch Bích Tiêu có chút kinh ngạc, trước đó chỉ thấy hắn ta bị Hạ Thiên đánh vào trong nước, tại sao lại chết rồi? Bạch Thi Tình cũng cảm thấy khó hiểu, quả thật có chút kỳ quái. Theo lý không nên chết mới đúng. Có gì mà nên hay không? Hạ Thiên nhếch miệng, ta đã xử lý xong toàn bộ mới thuận tay ném xuống sông. Bạch Thi Tình. Chết thì chết chứ sao? Bạch Bích Tiêu ngược lại vỗ tay khen hay, dù sao cái tên Sa Tu Trúc kia cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì. Tốt, Sa Văn Đạt nghe chị em Bạch Thị nói chuyện với Hạ Thiên, không khỏi giận tím mặt, Bạch gia các ngươi chẳng những cùng với người ngoài tập kích tuần vệ, còn tự tiện giết cháu trai của ta, quả nhiên mưu đồ làm loạn. Bây giờ, bổn trưởng lão sẽ oanh sát toàn tộc các ngươi làm gương cho toàn bộ Sơn Hải giới. Nói xong, ông ta khoát tay một cái, chỉ thấy mây cuồn cuộn trên không trung, che phủ gần phạm vi trăm dặm. Trong tầng mây, hình như còn có kim long du tẩu, lôi ý vô tận lấp lóe bên trong, báo hiệu một trận mưa bão sắp đến. Đây là, xích bàn lôi tiêu trận của kim tộc, bên trong ánh mắt Bạch Thi Tình tràn ngập sự kinh ngạc, tại sao ông ta dám? Bạch Bích Tiêu lại càng bị dọa đến nói không ra lời. Lão thất phu, ngươi dám? Nam nhân bạch bào vừa kinh vừa sợ. Vạn lần không nghĩ đến người này vừa đến đã thả ra sát chiêu, hơn nữa còn là đại chiêu có thể diệt tộc. Chỉ có Hạ Thiên là có thái độ nghiền ngẫm, bởi vì hắn từ xích long trong tầng mây nhìn ra được có ý vị kiếp lực. Thứ này có chút thú vị đây, hắn cười nói. Bạch Bích Tiêu bị dọa đến gương mặt trắng bệch, lúc này lại bị lời nói không tim không phổi của Hạ Thiên làm cho tức đến mức muốn đánh người. Hạ Thiên, tại sao ngươi còn cười được vậy? Đừng nói nữa. Mau trốn đi. Bạch Thi Tình lấy lại tinh thần, duỗi hai tay nắm lấy Hạ Thiên và em gái, lách mình chạy đi. Chết đi cho lão phu. Sa Văn Đạt bỗng dưng hợp trưởng, thân hiện thiên uy, mấy con xích long lập tức từ tầng mây rơi xuống, mang theo lôi điện cuồn cuộn đánh xuống. Bạch Thi Tình chừng đến rách cả mí mắt, trong lòng thầm kêu không xong. Trong chớp mắt tiếp theo, trong phạm vi trăm dặm đã bị đốt thành tiêu địa. Lão thất phu ngươi cũng dám ra tay với ta. Bạch Dương Huyền đưa tay đánh ra một lồng khí, tránh xích kim lôi long như sóng to gió lớn đánh tới. Nhìn lại, viện lạc của ông, cùng con gái đều biến mất. Điều này khiến cho ông không khỏi lên cơn giận dữ, sát khí bạo tràn. Hừ, giết thêm mấy tộc nhân của ngươi, còn có hai tiện tỳ kia, ngươi cần chi phải phẫn nộ như vậy. Sa Văn Đạt hừ lạnh một tiếng, gương mặt tràn ngập sự khinh thường. Mệnh của cháu trai ta không tôn quý hơn so với bọn họ vô số lần sao? Cho dù có giết thêm một vạn tộc nhân của ngươi cũng không giải được mối hận trong lòng ta. Im ngay! Bạch Dương Huyền bó tay với luận điệu như vậy, bi phẫn nói, lão thất phu, rõ ràng ngươi đang mượn đề tài nói chuyện. Nếu ngươi đường đường chính chính đánh tới, ta vẫn còn kính ngươi mấy phần. Bây giờ ngươi không phân tốt xấu đã giết người, ngươi cũng đừng trách ta không khách sáo với ngươi. Sa Văn Đạt nghe xong, hừ lạnh một tiếng, hừ, ngươi định không khách sáo như thế nào? Không có lệnh phù của hội trưởng lão, ngươi tự tiện giết tộc nhân phi diệp tộc ta, đó chính là tử tội. Bạch Dương Huyền cố nén lửa giận, ta sẽ bắt ngươi lại, sau đó giao cho hội trưởng lão xử lý, rồi bảo ngũ tộc cho ta một lời giải thích. Sa Văn Đạt nghe xong, không khỏi cười ha hả, khinh thường nói, phi diệp tộc các ngươi vốn xuất thân từ ma tộc thượng cổ. Thực chất bên trong không phải thứ tốt lành gì. Là ngũ tộc chúng ta thương hại các ngươi, mới cho phép các ngươi có một chỗ cắm rùi ở Sơn Hải giới. Lại mắng tiếp, ai nghĩ đến ma tính các ngươi khó sửa đổi, người không trung thực, cấu kết người ngoài, ý đồ tạo phản, làm nguy hại đến sự an toàn của bách tộc Sơn Hải giới chúng ta. Cho dù bây giờ ta diệt toàn tộc của ngươi cũng là thuận theo dân ý, thay trời hành đạo. Hội trưởng lão khen lão phu còn không kịp, làm gì có chuyện phạt chứ. Bạch Dương Huyền hiểu ra, người này rõ ràng nhận ám chỉ của hội trưởng lão mà đến đây, cho nên ông ta mới dám không kiêng nể gì cả.
Nếu là như vậy, ta giết ngươi thay tộc nhân của ta báo thù, hội trưởng lão cũng mặc kệ đúng không? Bạch Dương Huyền lạnh lùng nói. Sa Văn Đạt chỉ tay vào Bạch Dương Huyền, vậy phải xem ngươi có bản lãnh hay không? Bạch Dương Huyền mắng to, ngươi dám giết tộc nhân và con gái của ta, hôm nay ta sẽ róc xương lóc thịt ngươi. Nói xong, ông mở bàn tay chộp vào hư không. Chỉ thấy một thanh trường kiếm màu xanh biếc, phá không mà đến, tản ra ánh sáng màu xanh chói mắt. Hôm nay ta sẽ dùng thanh mang kiếm này tiễn ngươi về vãng sinh cực lạc. Bạch Dương Huyền quát lạnh. Sa Văn Đạt cười gằn, lạnh giọng nói, thanh mang kiếm là bội kiếm của thanh mang lão ma, lão tổ tông của phi diệp tộc các ngươi, ngươi vẫn luôn cất giấu, cũng không phải vì muốn tạo phản sao. Thanh mang lão tổ đúng là ma tộc, nhưng về sau cải tà quy chính, trở thành môn hạ của Viêm Hoàng nhị đế. Bạch Dương Huyền trừng mắt phun lửa, mắng Sa Văn Đạt, lúc đó, mọi người đều như người nhà, vạn tộc bình đẳng, thiên địa đồng đức. Viêm Hoàng có danh xưng thiên hạ thần tộc trung chủ, không người nào là không phục. Hậu duệ các ngươi đã làm được gì, khiến cho thần tộc luân lạc đến tình cảnh như thế này, nhưng các ngươi còn không biết hối cải, trời không vong các ngươi, trời mới là không có mắt. Hừ, che giấu nhiều năm như thế, bây giờ ngươi đã lộ ra cái đuôi của mình rồi. Diện mạo của Sa Văn Đạt trở nên dữ tợn, bây giờ ta sẽ phát lệnh phù cho hội trưởng lão, để bọn họ mang tuần binh đến, san bằng phi diệp tộc các ngươi. Lão thất phu ngươi, đi chết đi. Bạch Dương Huyền cũng không nhịn được, rút kiếm chém qua. Một kiếm chém tới, thanh mang phóng đại trăm trượng, đâm thẳng vào tim Sa Văn Đạt. Sa Văn Đạt cười lạnh, dưới chân đạp một cái, nghênh đón thanh mang vọt đến. Xích kim lôi long du động bốn phía lập tức thay ông ta đỡ được kiếm mang lăng lợi, còn ông ta thì vỗ một chưởng vào ngực Bạch Dương Huyền. Phốc! Bạch Dương Huyền phun máu tươi, bay rớt ra ngoài. Ngươi tưởng mình là cao thủ sao? Sa Văn Đạt khinh thường cười nhạo, lão phu khổ tu trong thần hạch mấy chục năm, một thân thần lực. Ngoại trừ ngũ đế ra, không ai có thể địch nổi. Bạch Dương Huyền bị thương không nhẹ nhưng vẫn cắn răng muốn lao lên. Đột nhiên bị người ta ôm lấy. Cha đừng nhúc nhích, cha uống viên thuốc chữa thương trước đi. Giọng của Bạch Thi Tình bỗng nhiên vang lên sau lưng. Bạch Dương Huyền quay đầu nhìn lại, phát hiện hai đứa con gái của mình còn chưa chết con, tại sao các con? Chúng con không sao, là Hạ Thiên đã cứu chúng con. Bạch Bích Tiêu vọt đến, có chút hâm mộ nói, tộc nhân khác cũng không có việc gì. Hắn rốt cuộc là ai? Chẳng những có thể bình yên vô sự dưới xích bàn lôi tiêu trận mà còn có dư lực cứu người. Bạch Dương Huyền kinh ngạc không thôi, trong đầu hiện ra vô số nghi hoặc. Đúng là không thể tưởng tượng được, bởi vì trên người hắn vẫn còn tĩnh linh văn. Bạch Thi Tình có chút cảm thán nói, cho dù thiên tài trong thần tộc, cũng không thể nào thoát khỏi trói buộc của tĩnh linh văn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 197.